Quá. Anh Tố. Ờ. Ủa sao mai anh về sớm vậy? Ờ, tại anh về nghỉ trưa chút xíu. Lát xế anh qua giường của bác ba lại. Bình thường á, anh với chú Tư đều ở lại nhà bác ba để nghỉ trưa. Anh nè, em không có sao đâu, anh đừng có lo mà. Chức định ly hôn hả? Dạ. Em nghĩ chắc đây là cách tốt nhất rồi. Em không muốn ly hôn đúng không? Em cũng không biết nữa. Em chỉ có cảm giác không nỡ. Em còn yêu anh Thành. Bây giờ anh Thành có con với Bích rồi. Anh nghĩ em đừng có dây dưa nữa. Nếu cứ dây dưa hoài, anh sợ em là người bị tổn thương nhiều hơn. Ủa? Má. Chị hai. Cô không còn quan hệ gì với nhà tôi nữa. Đừng có má con chị em gì hết. Vậy hai người tới đây chi vậy? Cô đúng là đồ độc ác. Cũng may là cháu của tôi nó không có chuyện gì. Tôi cảnh cáo cô nha, cô mà còn đụng tới mẹ con của Bích nữa, tôi sẽ thưa cô ra công an. À, em có sao không? À, sao vậy? Có sao không vậy? À, con buông tôi ra đi. Má, thật sự là con không làm gì Bích hết. Không làm gì mà con Bích nó phải nhập viện hả? Hay là cô đợi nó sảy thai rồi con mới tính là làm gì? Cô không cần phải giải thích quanh co dông dài gì nữa hết. Bây giờ con Bích nó đang có thai thiệt, mà nó là cháu nội của tôi. Con Bích sẽ trở thành con dâu chính thức của tôi. Còn bây giờ cô cần bao nhiêu tiền để cô ký đơn ly dị, cô nói đi. Má à, ngay từ đầu lấy anh Thành con đã không phải vì tiền rồi. Con sẽ không lấy bất cứ thứ gì của gia đình má hết. Đừng có làm bộ thanh cao khôn hồn thì lấy chút tiền rồi biến đi. Hay là chê ít muốn cả gia tài nhà này chứ gì? Nè, ký đơn hay không á là chuyện của Hoa với anh Thành. Hai người không có quyền gì can dự vô hết. Hai người đi về đi. Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây? À, hay là mày với nó tư tình âm mưu để cho nó chiếm đoạt tài sản nhà tao? Chưa đạt được mục đích nên xía vô không cho nó ly dị. Nè, con nói cho cẩn thận nghe. Anh Tố, có chuyện tôi đó. Mày làm gì tao? Mày hù tao hả? Thôi anh. Mày ngon mày đụng tao đi, tao thưa công an liền đó. Con nhỏ kia, mày có ký không? Mày không ký tao cho giang hồ xử mày đó. Bây giờ tôi hỏi cô một lần cuối, cô có ký hay là không? Đây là lần cuối cùng con gọi má là má. Lúc xưa con yêu anh Thành thật lòng, không phải bởi vì anh giàu có. Khi con về làm dâu nhà má, con thật sự muốn làm vợ hiền dâu thảo. Con chưa bao giờ có ý định lừa lọc hay có ý nghĩ tham lam tài sản của má. Con cảm ơn má trong thời gian qua đã bao bọc và bao dung lỗi lầm của con và cho con làm con dâu của má. Tôi ký đơn ly hôn này không phải bởi vì tôi sợ chiêu trò của chị, mà vì tôi thật sự thất vọng về anh Thành và tôi không muốn phải phiền lòng hơn nữa. Từ nay tôi sẽ không còn liên quan gì đến anh Thành. Chị với Bích không cần phải nhọc công nữa đâu. Những gì xây dựng bằng mưu mô lừa lọc thì sẽ không bền đâu. Đừng có lên mặt dạy đời ở đây. Má không có nghe mấy lời dối trá giả nai của nó nữa. Về thôi má. Tôi hy vọng là cô sẽ làm đúng những gì cô nói.
Sao em không cho họ biết là biết về đứa con của em? Em không muốn phiền phức nữa. Đợi em và anh hoàn tất thủ tục ly hôn, em sẽ dọn đi xứ khác. Qua, qua. Em có sao không? Nè, em có sao không vậy? Em mệt quá, em muốn vô trong nghỉ một chút. Thôi, em vô nằm nghỉ đi. Trời ơi, Thành, con đứng đó làm gì hả? Con chỉ đứng hóng gió một chút thôi. Trời đất ơi, tưởng mày ra đây tự tử không đó. Khoái bánh bao riết, hèn chi thích tào lao quá. Mày mới tào lao á? Sao mày nói mày qua nhà con qua, mày giờ mày còn ở đây nữa? Má, con muốn suy nghĩ kỹ hơn về chuyện ly hôn của con. Má cho con thêm thời gian được không? Khỏi suy nghĩ mày. Con qua nó ký đơn rồi. Nè, mày coi đi. Bộ mày tưởng nó còn lưu luyến mày hả? Bây giờ con nên tập trung lo cho mẹ con Bích đi. Đúng rồi đó. Có phải má với chị hai ép qua ký cái lá đơn này không? Bộ mày nghĩ tao với má ép nổi nó với đồng bọn của nó hả? Lúc tao với má tới đó có thằng tốt ở đó nữa. Chắc là tụi nó muốn mày mau ly dị để qua lại với nhau cho dễ. Chứ bây giờ con Bích có thai rồi, đâu sao lại nữa. Đưa đây, mày không tình thôi thì để tao nộp đơn phương cho nó. Thành, nè nè nè, Thành, con đi đâu vậy? Thành, con đi đâu? Con tới chỗ của Hoa. Nó đã ký đơn rồi, con còn tới đó làm gì nữa? Tao với má nói thiệt chứ có gạt mày đâu. Mày tới đó cũng vậy à? Thành, nè. Ê, Thành. Thành ơi. Má. Trời. Mày nhớ mày chạy kịp nó không? Thì tao không chạy kịp thì mày chạy lên trước. Trời, má rảnh quá đi. Trời má ơi. Thấy không? Thằng quỷ đó ký đơn rồi mà nó còn vậy nữa. Má phải cương quyết lên nha. Không thôi là nó không có chịu cưới con Bích đâu á. Thì ra là vậy. Thôi, ly dị cho nó khỏe. Thằng chồng thì trăng qua, gia đình thì hung dữ, thêm cái con Bích đanh đá thủ đoạn nữa, sao mà sống nổi. Dạ. Đây nè, để đây một chút nguội, dì kêu nó dậy uống.
chiều gì nghỉ bán ở với nó được rồi. Còn con đi hái chôm chôm hái đi. Dạ. Cái thằng quỷ dịch đó tới đó. Dì ba, đứng lại. Đơn ly dị con qua nó ký rồi, mày tới đây làm gì nữa? Con tới để hỏi qua là cái đơn ly dị đó qua tự ký hay là má con với chị hai con ép ký. Giờ về cho con vui gặp vợ con đi. Mày đứng lại. Con qua nó tự ký đó, không có ai ép buộc nó hết á. Nó không muốn gặp mày nữa, mày đi về mau đi. Đi đi, đi đi. Con muốn gặp vợ con. Mày đi đi. Trời ơi, sao mày lì quá vậy? Đi. Buông ra. Tao. Buông ra. Bà ơi, con ra. Cứu vậy. Tao ơi. Buông chị ba ra. Anh bị khùng hả? Tôi có làm gì bà đâu. Kêu bà buông tôi ra. Tao, con đuổi nó về đi. Nè, anh về đi, đừng có làm phiền qua nữa. Để tôi nói cho anh biết, tôi chưa có ký vào cái tờ đơn ly dị. Qua vẫn là vợ của tôi. Anh đừng thừa nước đục thả câu, chén chấn vào. Có phải anh là người xúi qua ký vào cái đơn ly dị đúng không? Phải đó, đúng đó. Con qua ly dị mày để về với thằng Tốt đó. Mày nhìn đi, thằng Tốt nó tốt hơn mày gấp trăm lần. Nó mới là người xứng đáng với con qua. Còn mày mau trở về với con Bích đi, cho đủ đôi gian phu dâm phụ. Tốt, con đuổi nó về liền. Quýnh nó đi con, quýnh nó đi. Mày với con qua sắp cưới nhau rồi, đơn ly dị con qua nó cũng ký rồi. Không việc gì con phải sợ cái thằng này hết á. Nó không về con đánh nó đi. Đánh nó đi. Tốt bà nghe lời gì. Con phải vì con qua. Cho nó đừng có đeo bám con qua nữa. Con qua sẽ khổ. Đánh nó đi. Đánh đi. Phải đó. Bây giờ qua sắp làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Ê nè, hay mày đợi tao phan dép vô mặt mày hả? Được rồi, muốn ly dị chứ gì. Hẹn gặp nhau á to. Dì ba, làm vậy có được không? Được hết á. Dì chỉ muốn tốt cho con qua thôi mà. Cái thằng quỷ đó nó còn muốn níu kéo con nhỏ. Dì mà không nói xạo như vậy, sao nó chịu bỏ đi? Yên tâm đi, có gì dì chịu trách nhiệm cho. Con không có việc gì phải sợ hết á. Vậy đi. Anh, có quen biết ai làm mấy cái vụ ly hôn này không? Cho tiền để người ta làm nhanh nhanh. Còn tính cái chuyện đám cưới với con Bích nữa. Nhưng cái tờ đơn này chỉ có một mình qua ký à. Có khi thằng Thành nó không chịu thì sao? Vậy còn kéo dài à. Má, má phải làm áp lực với nó nha má. Coi như là vì cháu của má thì má làm đó. Má, má sao vậy? Chắc vì mấy lời ngon ngào lúc nãy của con quỷ đó chứ gì. Bởi vậy hai má con bị nó dụ ý như nhau. Má chỉ cảm thấy là lời con qua nó nói thật lòng, mà nó cũng không có lỗi trong vụ này. Má còn binh nó nữa. Má đừng có quên là nó suýt giết chết cháu má đó. Thôi không có nói cái vụ này nữa, ăn cơm đi. Nó về rồi kìa, má nhớ làm căn á. Chị hai. Vậy tao đơn ly dị hồi nãy đâu? Hỏi chi, đừng hòng tao đưa à. Nghe mấy lời ngon ngọt rồi tính quay lại với nó hả? Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi. Con mà không cưới con Bích á thì từ nay về sau đừng có nhìn mặt má nữa. Con đi khỏi nhà này luôn đi. Rồi má sẽ đón mẹ con Bích về đây, coi như là dâu con trong nhà. Nãy giờ con có nói cái gì đâu. Con nói là con muốn cưới Bích, muốn lấy tờ đơn ly dị là để ký vô thôi. Mày nói thiệt hả? Trời ơi, sao mày không chịu nói sớm? Để tao đi lấy liền cho. Thành, em suy nghĩ kỹ chưa vậy? Em đã quyết định rồi anh hai. Còn mấy cái vụ mà giấy tờ ly dị á, nhờ anh hai lo giùm em nha. Má, còn chuyện cưới Bích á, má
Má muốn làm sao thì má làm. Nè, ký đi. Bây giờ qua sát làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Suy nghĩ cái gì nữa, ký liền đi. Ký liền đi. Anh hai, coi lo làm thủ tục giùm em nha. Em yên tâm đi, chị sẽ kêu ảnh lo nhanh thiệt nhanh cho em nha. Má, con thấy nó có vẻ còn lưu luyến với con Hoa, với lại chưa có cảm tình với con Bích đâu. Thôi kệ nó, giờ nó chịu cưới con Bích là được rồi. Rồi có chuyện gì á, từ từ mình tính sao. Ăn cơm đi. Chứ cháu đích tôn của má mà. Gì ba? Nè, dì ghé chỗ thầy Năm mua cho con thang thuốc dưỡng thai đó. Có người uống vô mà chịu hết buồn nôn luôn đó. Cái này toàn là cây cỏ thảo dược không hà, tốt lắm. Người ta nhiều người uống hết người ta chỉ gì đó. Dạ. Con uống thử thang đi, uống được á dì mua thêm vài thang nữa cho. Con cảm ơn dì. Đang nấu gì vậy con? Dạ con đang nấu cháo. Dì ba, chị Hoa. Ủa, Vân? Dạ. Dạ, con chào dì ba. Con tới đây làm gì? Dạ, chị Hoa. Vân. Lúc nãy con có ra ngoài bến mà không thấy ai ở ngoài hết trơn á. Con tính kiếm anh Tốt. Con ngồi đi. Dạ. Thằng Tốt với anh Tư Trê tối mới về. Dạ. Mấy ngày nay hai cậu cháu tranh thủ làm cho xong công chuyện, đặng cuối tuần sau họ nhổ neo rồi. Con uống nước đi. Dạ. Chị Hoa, em xin lỗi chị nha. Sao em phải xin lỗi chị? Thì em thay mặt chị hai em xin lỗi chị. Dù sao á thì chị hai của em cũng là người làm sai trong chuyện này. Chị không còn nghĩ tới nữa đâu. Đi. Ủa, chị Hoa bị sao vậy gì? Nó ăn không tiêu thôi. Nè. Dạ. Sau này con mà muốn kiếm Tốt á, cứ đi ra ghe, hay là tới chỗ nhà ông ba mà kiếm nó. Con đừng có tới đây nữa, nghe. Dạ. Con uống nước đi. Dạ. Vậy thôi, con xin phép dì con về. Con về đi. Về đi con. Thưa dì con về. Chị Hoa em về. Hoa, ủa, có sao không con? Ủa bé Dân đâu rồi dì? Nó đi về rồi. Dì ba, dù sao á chuyện cũng không liên quan đến Dân, dì đừng có nói với Dân như vậy. Tới bà Út Thương còn hùa theo đổ quan cho con với thằng Tốt nữa. Ai mà biết chị em nó có cùng một ruột không? Con quên chuyện bà Tư Sang rồi hả? Có khi nó về báo cho chị nó biết đó. Hồi sáng gì nghe bà Tư bà đồn, bà nói là nhà bà Hội sắp qua nhà nó để nói chuyện cưới hỏi gì đó. Nghe đâu tháng sau là đám cưới rồi. Đúng là cái thứ bạc tình mà. Vậy mà làm bộ năn nỉ cho dữ. Chưa đầy tháng là đi cưới vợ rồi. Thứ gì đâu. Qua nè. Dạ. Bây giờ con đã ly dị với thằng Thành rồi, kệ tụi nó đi. Cái thứ mèo mã gà đồng, để coi
sau này thế nào cũng bị quả báo hả? Con cũng không còn để ý tới hai người đó nữa. Chắc là bên đó cũng lo thủ tục ly dị xong rồi, cho nên không có kiếm con. Ừ, vậy đi cho nó khỏe. Cuối tháng này con trả nhà, rồi con về cái răng. Ừ, được đó, con về đó đi. Dù gì cũng có bà con với anh Tư Trê giúp đỡ cho con. Chứ ở đây á hả, mai mốt cái bụng bay lớn lên còn phiền phức nữa. Nè, tới chừng con gần đẻ đó, hú diện tiếng, dì xuống dưới với con, hen. Dạ, con cảm ơn dì. Chết, gì nữa? Cái nồi con đang nấu. Trời ơi. Từ từ thôi đó. Dạ. Chờ nó một chút đi. Trời ơi, bao giờ mới được ăn? Mệt quá. Bảy à, mời cậu Thành ra ăn cơm con. Dạ. Má, chắc thằng quỷ đó bộ nó tính ở nhà ăn ngủ hoài vậy hả? Không chịu ra nhà máy làm gì hết vậy? Thằng Thành nó đang buồn, với lại nó mới vừa khỏi bệnh nữa. Cứ để cho nó nghỉ thêm thời gian nữa đi. Thôi cho nó nghỉ thêm một thời gian dưỡng sức, để lo đám cưới xong đi rồi cho nó đi làm lại có sao đâu. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải qua thăm con Bích với lại con của nó nữa chứ. Bàn chuyện cưới hỏi thì cũng không chịu đi, giao hết cho mình à. Sao mọi người không ăn cơm đi? Đợi mày đó. Mời má ăn cơm. Ừ. Ăn xong đi qua thăm mẹ con Bích đi đó. Hôm nay mệt, hôm khác đi. Mày mệt hay là mày làm bộ? Ê, tao nói mày có nghe tao nói không hả? Thì mới vừa nói xong còn gì nữa. Mày nói chuyện với tao như vậy hả? Chứ muốn nói làm sao? Má, má con đó kìa. Trời ơi, không có bữa nào tôi ăn cơm được yên hết trơn là làm sao vậy? Con á, con đã quyết định cưới con Bích rồi, thì con phải có trách nhiệm với mẹ con nó chứ. Ngày mai chở má qua bên đó, con Bích nó đang có thai, để nó buồn phiền á, ảnh hưởng tới cháu của má. Nghe chưa? Má nói phải đó em, qua thăm mẹ con Bích đi. Được rồi, ngày mai hay buổi nào má muốn đi giờ nào thì kêu con. Ừ, vậy còn được đó. Lo ăn đi. Ly hôn của con với con Hoa cũng sắp xong rồi. Bây giờ chuyện cũ bỏ qua hết, con lo cái hạnh phúc trước mắt kia kìa. Con biết chưa? Con biết rồi. Biết rồi, biết rồi thì liệu mà qua bên đó quan tâm chăm sóc cho con Bích, để nó buồn ảnh hưởng tới cháu của má đó. Trời ơi, con biết rồi, cái chuyện này má nói cả trăm lần. Cả trăm lần mà mày có nghe ở đâu? Cháu của má bây giờ là quan trọng nhất, con hiểu không? Ê, 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 ê. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy con? Ê, trời đất ơi, ngừng lại coi. Trời ơi, chết rồi. Bể rồi. Vậy ở gần đây có chỗ nào giá không? Chắc đầu trên có kìa. Thôi đi đi. Mệt ghê. Nhanh lên đi má, tới chỗ rồi kìa. Ờ. Giá dùm con bánh xe chú ơi. Ờ. Má, ghế kìa. Ừ. Ủa, bác Hội, con mời bác ngồi. Ờ, con. Cũng lâu quá rồi con mới gặp bác á. Ờ, con. Tại vì bác bệnh hoài à, cho nên mọi việc ở nhà máy giao cho thằng Phú. Dạ, nó lo. Con mua gạo đó hả? Dạ, tại nhà con sắp có đám giỗ, cho nên con mua gạo thơm về cúng. Chứ thường ngày nhà con ăn gạo thường không à bác. Ờ, gạo thơm này chắc là mắc à ha. Dạ. Ờ, gạo này con mua ở đâu vậy? Dạ, con mua ở trên Chính Hải. Bà lấy gạo ở trên nhà máy luôn đó bác. Ờ,
Đây nè bác, bác coi đi bác. Gạo này con mua ở chỗ chính hải. Dạ thưa bác, đúng rồi đó bác. Nè cô. Dạ chào bà Hội. Nè, những loại gạo mắc tiền của cô đều là gạo trộn. Cô buôn bán gian dối như vậy, đừng có lấy gạo của nhà máy tôi, ảnh hưởng tới uy tín của nhà máy chúng tôi. Tại nhà máy của bà bán gạo trộn cho tôi á, đâu phải cho tôi đâu. Cô nói cái gì? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa. Rõ ràng đã đồng ý với nhau, đôi bên cùng có lợi. Bây giờ tới nói này nói nọ. Ai đồng ý với cô? Thì anh Phú, con rể bà chứ ai. Má, người ta đã nói như vậy rồi, bây giờ mình phải về gặp anh Phú, nói chuyện xong rồi mới tính được. Thôi được, qua nhà con Bích hỏi cho ra lẽ đã, rồi tính với thằng Phú sao. Tôi hỏi lại cho ra lẽ, mà không đúng như vậy là cô biết tôi. Bích à, trưa rồi, anh về trước nha. Về nhà hay là qua phòng nhì? Anh qua thăm Tuyết một chút. Còn thủ tục ly dị của thằng Thành với con Hoa, anh đã kêu người ta làm nhanh cho mình rồi. Đợi xong thủ tục là em với thằng Thành có thể đăng ký kết hôn. Dạ em cảm ơn anh. Có gì đâu. Thôi anh đi nha. Nhà máy Thanh Hội xin nghe ạ. Bên mấy người làm ăn sao vậy? Không thống nhất với nhau hay sao? Mà để bà Hội tới nói này nói nọ. Hả? Chị Chính Hải hả chị? Có chuyện gì vậy chị? Bà Hội mới tới chỗ tôi nè, bà la rùm beng là tôi bán gạo trộn. Mấy người tự tính toán với nhau đi. Tiệm tôi mà đóng cửa, tôi cho nhà máy mấy người đóng cửa theo. Alo. Là Bích nè. Bác Hội có nhà không vậy Bảy? Ủa bà Hội nói qua cô nãy giờ mà. Hôm nay tôi đã ra nhà máy làm việc rồi. Chị Thảo có nhà không? Cô Thảo hả? Cô Thảo ngủ chưa vậy? Dễ gì giờ này mà dậy sớm vậy? Bà nhắn với chị Thảo là ra quán cà phê gặp tôi liền nha. Ủa mà quán cà phê nào cô? Bà nói với chị Thảo là quán quen, chị Thảo biết liền à. Nhanh nhanh nha. Được rồi tôi biết rồi, tôi đi liền. Má, má sao vậy?
con lấy miếng nước cho má nha. Thôi thôi, không cần đâu. Hay là con đưa má đi khám bệnh liền, chứ sao con thấy má làm mệt hoài à? Không sao, má già rồi, lâu lâu làm mệt bình thường mà. Để chiều á, má ra trạm xá lấy thuốc, má uống mấy viên thuốc là khỏe à. Không sao á. Vậy để con đi với má nha. Má đi một mình được, con ở nhà học bài đi. Ra trạm xá gần sạch nè. Đi có chút xíu chứ nhiêu đâu. Má mệt vậy rủi đi dọc đường xỉu rồi sao. Trời ơi, vậy học bài xong rồi đi. Dạ. Vậy con đỡ má nằm nghỉ nha. Bớt đi bớt. Bớt ơi, chắc Thành bớt ơi, đi ra coi nó nói gì. Để con ra con nói ảnh là chị hai đi nhà máy rồi. Người gì mà vô trách nhiệm, mấy bữa nay không thèm qua thăm hỏi chị hai tiếng nào hết trơn á. Chị hai còn sắp cưới nha, qua gặp người nhà người ta, làm ơn vui vẻ niềm nở cái mặt lên, đừng dù ụ vậy kỳ lắm. Con thiệt không có muốn hai cưới anh Thành. Con muốn không muốn gì cũng đâu có thay đổi được. Cái chuyện con cần làm bây giờ là giúp cho chị hai con hạnh phúc, hiểu không? Dạ. Để con ra con nói ảnh. Ờ, ra dạ. Đi. Bích ơi, cười lên cái coi. Bích ơi, dạ, con chào bác. Em chào anh Thành. Bác với anh Thành tới thăm con Bích. Dạ, chị hai con ra nhà máy rồi mà bác. Ủa bác tưởng nó còn nghỉ ở nhà chứ. Tại chị hai nói hôm nay nhà máy có nhiều việc quá, cho nên chỉ ra đó luôn rồi. Thôi mà, vậy bây giờ mình ra nhà máy đi nha. Anh đi nha. Dạ em chào anh, con chào bác. Ăn đi em. Sao vậy? Có vài người quen biết em có thai, họ cũng xì xầm này nọ. Mà giờ con Bích cũng sắp lấy thằng Thành rồi. Con nhỏ đó đủ chiêu trò hết. Anh, hay là anh bỏ đi, mình lên Sài Gòn. Em có người quen ở trên đó, rồi mình làm lại từ đầu. Anh không tin là mình đấu không lại nó. Bà già kia chịu cưới nó. Không phải là vì cái thai sao? Nếu cái thai đó không còn thì sao? Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ nào đó trước ngày cưới của nó. Cái thai còn nhỏ như vậy chứ không nổi đâu. Anh à, hay là anh đừng có làm những chuyện này nữa. Anh đã chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi, anh không thể nào mất hết tất cả. Em có hiểu không? Không lẽ em muốn con của tụi mình sau này sống cảnh nghèo khổ giống tụi mình sao? Nhưng mà... Em không cần phải sợ gì hết. Mọi chuyện anh đã có kế hoạch hết rồi. Anh bảo đảm tụi mình sẽ mau chóng có được gia tài của bà Hội, và sau đó cùng nhau bỏ đi. Nè, em ăn đi. Chị ơi, tính tiền nha. Dạ. Chị Thảo. Bích, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà kêu chị gấp vậy? Hay là thằng Thành với con nhỏ đó quay lại với nhau? Dạ không phải, em phát hiện là ông Phú có bồ nhí. Cái gì? Con nhỏ đó nó còn có thai nữa. Bây giờ ông Phú đang ở bên nhà nó đó. Được rồi, đưa chị qua đó liền, nhanh lên.
bà, cậu. Thằng Phú nó về dạ chưa? Chưa bà. Má không ngờ thằng Phú nó lại mang trục lợi như vậy. Tụi công nhân nói là con Bích nó cũng biết chuyện này. Uổng công má tin tưởng nó, kêu nó coi theo sát thằng Phú, thì ra cũng cá mè một lứa. Má, biết đâu mấy người công nhân nói họ làm vậy để giữ mối cho nhà máy, chờ gặp hai người đó rồi mình hỏi. Dạ, vậy thôi để con dọn cơm cho bà với cậu ăn nha. Thôi, ăn hết nổi rồi. Con Thảo đâu? Kêu nó ra đây. Dám ra ngoài tiếp tay cho tụi nó hen. Dạ, hồi nãy cô Bích có gọi tới, nói gặp có chuyện gì gấp lắm. Cô Thảo đi ra ngoài với cổ rồi bà. Rồi Bích có nói chuyện gì không? Dạ không, cô Thảo đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó cậu. Nè, ăn đi. Em ăn đi. Dạ. Ông Phú. Hả? Hả? Thì ra Thảo, bao nhiêu lâu nay ông lừa dối tôi, gian díu như con quỷ này. Thảo à, nghe em giải thích đã. Không giải thích cái gì hết. Đặt nó cho tao. Hả? Này, đừng bà, này, đừng bà, đừng bà. Chỉ dùng cho tao hả chị? Quỷ cái. Đừng đánh tao. Thảo à, đừng bà, đừng đánh cổ bà. Thảo ra. Gian díu hả? Đừng bà, đừng bà, đừng bà, đừng bà, đừng bà, đi. Đừng đánh bà Thảo. Quỷ cái, chết đi. Đừng bà. Chị ơi, chị ơi, chị buông ra, đừng có nói gì hết, tao không nghe gì hết, chị đi. Chị ơi, chị buông ra. Thảo à, Tuyết. Thôi mình về chị. Cô khốn, mày phản tao hả? Anh nghĩ tôi bao che cho anh hả? Đừng có bao giờ chọi mặt về nhà tao nữa nghe chưa? Khốn nạn! Đây! Em đau quá. Tuyết à! Tuyết! Tuyết! Em ngồi lên ghế đi. Anh em ơi, sao rồi? Em đau quá. Anh đưa em vô bệnh viện. Nhà này hả em? Dạ, anh vô đi. Em không có vô đâu. Anh Phú đang giận em lắm. Hồi nãy ông chửi em quá trời luôn. Anh cũng thiệt không ngờ. Không biết anh hai có nỗi khổ gì không, chứ thật ra ở trong nhà anh thân với anh còn hơn thân với chị hai nữa. Biết đâu ông giả bộ thì sao? Hồi nãy chị Thảo kêu tụi thằng Báo đánh cho ông Phú với cái cô kia một trận. Anh biết tụi nó nói gì với em không? Nói gì? Cái lần mà chị Thảo kêu tụi nó đi đánh qua đó, lúc anh nằm bệnh viện anh nhớ không? Thật ra ông Phú kêu tụi nó đánh anh thiệt mạnh. Có thiệt là vậy không? Thì hồi nãy tụi nó nói với em vậy đó. Lần đó anh bị đánh suýt chết luôn. Ông Phú thì lại hết xăng dọc đường, không có vô kịp. Anh không thấy tình cờ hả? Có lần ông nói với em muốn lấy hết gia tài nhà anh đó. Phải, đúng là tình cờ thì. Nhưng mà biết đâu anh Phú anh không cố ý. Rồi tụi thằng Báo nó thấy ghét ảnh, rồi nó nói thêm nó bớt thì sao? Tụi nó nói với em sao thì em nói lại vậy thôi. Tin hay không là chuyện của anh. Mà em có cảm giác anh Phú không có tốt như vậy đâu. Có ai nhờ không? Họ bỏ đi rồi. Cũng dám lắm. Mọi chuyện bại lộ, họ làm sao dám ở lại.
Chị đừng có khóc nữa, sức khỏe của chị giờ vẫn còn yếu lắm, chị cần phải nghỉ ngơi mới được. Tình hình hiện tại sức khỏe của chị ấy vẫn còn yếu lắm, anh cần phải cho chị ấy nghỉ ngơi thật nhiều. Dạ. Chính con khốn đó đã hại chết con mình. Anh sẽ không tha thứ cho nó đâu. Thôi con đừng có khóc nữa. Cái thằng đó không có đáng cho con khóc đâu. Má đi ra ngoài đây. Thôi mà. Thiệt khổ quá. Sao rồi? Cái thằng khốn nạn đó đâu? Hả? Con có tới mà không thấy ai hết á. Chứ hai người đó bỏ trốn rồi. Em phải tìm ra hai người đó. Chị không thể nào để cho hai người đó trốn như vậy được. Con đi báo công an liền đi. Nó ăn chặn tiền nhà máy, má sẽ tự nó ở tù rục xương. Dạ. Tôi không lo ở đây nữa. Lẹ đi. Đi đi con. Chị đừng có buồn nữa. Mình báo công an thế nào cũng bắt được bọn họ mà. Không những cho tụi nó vô tù mà còn phải đánh tiếp nữa mới hả dạ được. Bà ơi, có ông trưởng ấp tới kiếm bà kìa bà. Để coi. Cậu ba ơi, cậu ba ơi. Cậu ba. Cái gì đó? Có chú trưởng ấp tới kiếm cậu Phú á. Bà cho gọi cậu ra kìa. Lẹ lên con. Dạ chào chú. Thành chào đó. Con chú kiếm anh Phú có chuyện gì không chú? Hôm nay á, tôi đến gặp riêng gia đình. Dạ. Để khuyên anh Phú ra đầu thú. Ồ. Vì anh Phú có liên quan tới cái chết của một người. Mà cháu biết người đó là ai không? Ai? Là anh Hai Nghĩa đó. Thôi. Trời đất ơi, anh Phú tại sao lại liên quan tới cái chết của ba vợ con? Hôm mà anh Hai Nghĩa bị hại đó, thì một người đi giăng câu đêm họ thấy thằng Tuấn Kẻ và Phú lén lút quăng cái gì đó xuống sông. Nhưng mà vì họ sợ tụi nó trả thù nên họ không dám khai báo. Cái hôm mà Tuấn Kẻ với đàn em của nó bị bắt nên họ mới mạnh dạn đến công an để khai báo. Dựa theo lời khai báo đó, bên công an đang tiến hành điều tra. Tuấn Kệ và thằng đàn em của nó cũng đã thừa nhận hết chuyện đó rồi. Dạ. Thằng Tuấn Kệ nó khai tối hôm đó nó đến gặp thằng Phú để nhận tiền. Rồi đồng thời lúc đó anh Hai Nghĩa ảnh cũng ra. Nó gặp anh Hai Nghĩa thì nó sợ công việc bị bại lộ, thì sau đó nó giết anh Hai Nghĩa rồi nó quăng xuống sông. Đi đâu mà tối vậy chú? Tôi đi mua thuốc cho ông Hoa. Về nhà chú á, sao không đi thẳng đi mà đi ngược lại vậy? Hay là chú nhìn thấy cái gì đó mà đi ngược lại vậy chú? Rồi đi ngược lại để tránh hả? Tôi đâu thấy gì đâu. Thôi tôi đi nha. Chú đi.
Mọi chuyện là như vậy đó. Trời ơi, cái thằng trời đánh đó, nó dám âm mưu giết anh Hai Nghĩa hả? Chú, chú vừa mới nói là tụi anh Tuấn Kẹ với anh Phú là có quen biết nhau. Con còn nhớ cách đây không lâu con bị cướp quăng xuống sông không? Sao đại ca, quăng nó xuống sông cho tao. Đó con có nghi ngờ là tụi Tuấn Kẹ. Rồi sau đó con có gọi điện thoại lên công an để trình báo nữa. Con báo khi nào? Dạ cũng khá lâu rồi. Ờ, anh thấy em nói cũng đúng đó. Mà anh có số của công an xã, để anh điện em báo công an ha. Em khỏi lên trên đó làm chi mất công. Rủi rồi ai quen biết, thấy hỏi han rồi suy diễn này nọ, rồi tới tay tụi thằng Tuấn Kẹ thì phiền phức lắm. Vậy cũng được, vậy anh Hai điện giùm nha. Ờ. Alo. Công an xã có đúng không chị? Anh nói gì vậy? Tôi là Phú, anh rể của Nguyễn Minh Thành, người mà bị cướp xe tuần trước đó chị. Em của tôi có chuyện muốn trình báo. Anh muốn nghe em đóng giả công an xã hả? À, dạ đúng rồi chị. Chị nói chuyện với em của tôi nha. Thành. Dạ. Em nói chuyện với chị công an xã đi. Dạ, em chào chị. Anh là Nguyễn Minh Thành phải không? Dạ đúng. Anh có thông tin về vụ cướp, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Dạ, tôi nghi ngờ là cái đám Tuấn Kẹ cướp xe rồi tính giết tôi đó. Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Nếu anh có thêm thông tin gì thì cứ thông báo cho chúng tôi. Dạ dạ, cảm ơn chị. Lúc đó con điện lên, con có gặp một chị công an nào đó, rồi sau đó con trình báo. Ủa, con có nhầm số không? Bên công an không có báo gì với chú hết. Nhưng mà theo chú biết thì bên công an không có công an nữ. Ôi trời ơi. Chính Phú á, nó đã mướn thằng Tuấn Kẹ giết con. Trời ơi. Rồi sau đó nó dựa vào đó để nó tống tiền thằng Phú. Anh nói cái gì? Nó âm mưu giết thằng Thành nữa hả? Thằng Phú á, nó rất là cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn Tuấn Kẹ nữa. Nếu mà gia đình thấy thằng Phú nó ở đâu á thì báo cho bên công an hoặc là tôi, kêu thằng Phú ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dạ thôi được rồi, nhưng mà hiện tại gia đình con với anh Phú cũng đã xảy ra mâu thuẫn, gia đình cũng đang kiếm ảnh mà không có được. Thôi được rồi, vậy gia đình mà biết Phú ở đâu á thì báo liền cho bên chú hoặc là bên công an cũng được. Dạ vậy thôi chú về, cảm ơn gia đình, chào chị, chào hai cháu, tôi về. Dạ. Dạ cảm ơn nha. Anh má không ngờ mà, má không ngờ má ngu dại má dẫn sói vô nhà, suýt chút nữa là nó giết chết con rồi. Cô cũng đâu có ngờ là anh Phú là người thâm độc tới như vậy đâu. Cô nhớ lúc đó con gọi điện thoại báo cho công an, lúc mà con nghi ngờ đám Tuấn Kẹ. Có khi nào anh giở trò cho con nói chuyện với một người lạ nào không? Người đó chắc là Tuyết đó anh. Con Tuyết. Đau cái chân muốn chết, tính ra làm thương hồ. Tao thấy sướng hơn làm công đó mẹ ơi. Dạ. Ở dưới ghe có khi mình còn nằm nghỉ được đó cậu. Hay là ngày mai cậu nghỉ đi, một mình con hái được rồi, cũng không còn bao nhiêu đâu, chắc là kịp mình vỗ neo đó. Ừ thôi, cậu với con làm cho nhanh. Nói gì chứ tối tao về tao lấy thuốc rượu tao tha cái là hết à. Hả? Tao sẽ cho mày chết con của tao. Đứng lại. Con tao giới. Con tao giới. Chú ơi, chú ơi,
Cứu con với chú ơi. Chuyện của tôi với nó không liên quan gì tới hai người. Hai người tránh ra đi. Chính nó đã hại con Hoa đó. Chú ơi, nó muốn đánh con sảy thai đó chú. Chính nó là kẻ giết người đó. Nó câu kết với Tuấn Kẻ, với chú Hai Nghĩa đó chú. Còn mang đang truy nã nó đó. Hai người bắt nó không? Đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Tốt, bắt nó lại. Đứng con lại. Tốt. Đừng rước nữa con. Hồi nãy con nói cái gì? Nó giết anh Hai Nghĩa hả? Dạ, chính nó đó chú. Ôi da. Sao rồi con? Dạ, bắt không kịp cậu ơi. Ông chạy nhanh quá. Tức thiệt, cái thằng này. Nè chị, tôi về nha. Dạ. Con chào dì ba. Không dám. Chị Thương à, tôi không ngờ chị thâm độc như vậy đó. Uổng công tư trê tốt với chị. Ủa, tôi xin lỗi. Cái người chị cần xin lỗi là con Hoa kìa. Chị coi chừng đó, có ngại bị quả báo đó. Dì ba, tuy là chị hai của con có lỗi thiệt, nhưng mà má con đâu có làm gì đâu. Mà gì nặng nhẹ với má con dữ vậy? Cái gì? Mày nói má mày không có lỗi hả? Bà vu khống cho thằng Tốt với con Hoa đã hại chị mày sảy thai. Mà mày nói bà không có lỗi là không có lỗi làm sao chứ? Thiệt vậy hả má? Đó, thấy chưa? Bây giờ con Hoa nó không thèm cái thằng chồng phụ bạc nó đâu. Mấy người có khoái cái thằng quỷ đó, cứ giữ lấy. Nè, mấy người mà tiếp tục âm mưu này nọ nha, đừng có trách tôi không nể tình nghe. Má, sao má tiếp tay cho chị hai vậy? Má chỉ muốn chị hai con được hạnh phúc thôi, chứ còn chuyện... Mà thôi, đừng hỏi nữa. Con ngồi ở đây, má vô má gặp thầy Năm. Thầy Năm không muốn nhiều người vô đâu. Cô ơi. Dạ. Thầy Năm có trọng... Dạ, chị khám bệnh hay là hốt thuốc à? Dạ, tôi khám bệnh. Dạ, ba em còn khám bệnh nhưng ở trong đó đó. Chị qua ghế ngồi chờ chút xíu nha. Dạ. Cô ơi. Dạ. Dì ba hồi nãy á, cổ bệnh gì mà cổ hốt thuốc vậy? À, chị hốt thuốc dưỡng thai. Dưỡng thai? Ừ. Dì ba lớn tuổi vậy mà còn có bầu nữa hả dì? Đâu có biết hốt cho ai đâu. Chị không nói gì hết á. Nhưng mà tuổi của chị còn có thể đẻ được mà. Biết đâu. Cô ơi, có chuyện gì? Giờ tôi nằm ở đây đâu rồi? Ủa, hồi nãy chị còn đó mà anh. Tuyết. Anh ơi, đôi dép này là của vợ tôi. Anh có thấy cổ ở đâu không? Có người mới nhảy sông đây nè anh ơi. Sông này sâu lắm, chắc là chết rồi đó. Tuyết. Tuyết à, chồng cổ hả? Tại sao em lại dại dột như vậy hả? Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Anh đã biết lỗi rồi.
Ơi, nghe anh ơi, Tuyết ơi, tránh lại đi. Tuyết ơi, Tuyết ơi, đừng đừng anh ơi, xong rồi xong lắm anh ơi. Thả tôi ra, mình tránh lại tôi ra. Tuyết ơi, anh ơi, đừng anh ơi, đừng anh ơi. Tuyết ơi, Tuyết, Tuyết ơi. Tuyết ơi, đừng đi anh ơi, em đâu rồi, xong lắm. Tuyết ơi, tôi chết rồi. Công an tới rồi kìa. Công an tới rồi kìa. Con đừng nghĩ xong nhẹ giờ đó. Sao kỳ vậy? Nó chốt cửa trong hả? Hai ơi! Bích ơi! Hai ơi! Bích à! Hay là chị đi ngủ rồi? Bích ơi! Bích ơi! Hai ơi! Hai! Ngủ hả con? Bích à! Trời ơi! Ở nhà mà đóng cửa vậy? Cái gì vậy? Con dân vô đây lẹ lên! Sao vậy hai? Cái gì vậy con? Gì vậy? Hai làm gì vậy? Thôi, vô đây ngồi đi. Trời ơi, cái gì vậy? Suýt nữa là con bị đánh đó má. Hả? Ai đánh con? Thì ông Phú đó má. Con phát hiện chuyện ổng ngoại tình, con báo với chị Thảo. Nên ổng tìm con, đánh con trả thù đó má. Cũng may là con chạy kịp. Mà ổng còn bị công an truy nã tội giết ông Hai Nghĩa nữa. Thiệt á hả hai? Ừ. Hồi nãy sợ gần chết luôn, đâu có dám ra ngoài đâu. Chị mới nhờ con dì Sáu kêu ông Thành qua đây gấp rồi. Rồi con có bị sao không? Có thấy chảy máu gì không? Dạ không sao hết đó má. Chỉ là con muốn anh Thành quan tâm con, có trách nhiệm hơn với hai mẹ con thôi. Làm má tưởng đâu. Rồi cái thằng Phú đó đó, con nhắm nó có quay lại nữa không? Dạ chắc không đâu má. Hồi nãy ổng nghe bị truy nã, ổng sợ quá, ổng chạy luôn rồi. Vậy cũng đỡ. Mà nhìn cái mặt ổng hiền vậy mà. Biết người biết mặt làm sao biết được lòng. Cũng hên là chị thoát kịp. Chứ không thôi giờ này làm sao ngồi nói chuyện với má với em. Hai này. Mà má với anh Dân đi đâu vậy? Làm nãy giờ không ai giúp con hết trơn á. Thì em đưa má qua thầy Nam hút thuốc nè. Má, má bị sao vậy? Sao má không nói với con? Thì má cũng làm mệt như mọi khi thôi. Trước má hút thuốc thì Năm uống thấy đỡ. Giờ má biểu em đưa má đi hút thuốc uống lại. Con thì đang lu bu vậy. Má kêu nó đưa má đi chứ có gì đâu à. Ồn ào quá. Thôi con vô phòng nằm nghỉ nha. Khi nào anh Thành tới má kêu con nha má. Ờ. Má uống nước đi. Má, hình như dì Ba mua thuốc dưỡng thai cho chị Hoa đó má. Thiệt không? Dạ thiệt. Con nhớ cái hôm mà con qua nhà chị Hoa đó, con thấy dì Ba cũng cầm cái thang thuốc y chang như vậy luôn. Mà chị Hoa á, chỉ còn bị nôn ói nữa. Mà con coi trong mấy cái phim á, con thấy mấy bà bầu hay nôn ói lắm. Bà làm cái chuyện vậy cũng đúng. Hôm qua nó đâu có bà con gì đâu. Mà cái bầu đó đó là chắc chắn của thằng Thành. Má nghĩ là con qua chắc nó giận thằng Thành dữ lắm, muốn cắt đứt hay làm sao á, nên nó nhất định nó không báo cho thằng Thành hay. Vậy cũng tốt. Chứ bây giờ bên bà hội mà biết con qua có bầu nó ngang, rộn chuyện nữa cho thằng coi. Dù gì á, hai cũng là người có lỗi với chị Hoa. Bây giờ chị Hoa đang mang thai nữa. Má với lại chị Hai, đừng có làm gì chị nữa nha. Tội nghiệp chị lắm. Thì
Má đâu có muốn làm cái gì xấu đâu. Cái chuyện mà Du Khống thằng Tốt với con Qua đánh chị hai con á là cũng là bất đắc dĩ thôi. Với lại là cái chuyện đó không ảnh hưởng gì lớn lắm tới con Qua hết. Còn sau này thì thôi thôi, má thề má không làm chuyện gì thất đức như vậy nữa hết trơn á. Má cũng đừng cho hai biết nha. Mình phòng hờ dẫn hơn. Lần trước hai đã làm một lần rồi. Lần nào? Làm gì? Thì cái lần mà chị Qua mang thai giả đó má. Ờ, rồi sao? Chị hai tưởng thiệt. Chị kêu người đánh chị Qua. Trời đất ơi. Tại lúc đó con sợ má lo, con đâu có dám nói đâu. Rồi giờ chuyện xong rồi nói làm chi? Má. Ủa hai, chúc anh Thành tới, má nhớ ép ảnh ở lại với con nha má. Chứ con sắp cưới rồi mà ảnh cứ lơ lơ con hoài à. Biết rồi. Tức thiệt đó chứ. Để cho nó chạy thoát như vậy. Con nghĩ trước sau gì, ông cũng bị bắt thôi. Cái tụi Tuấn Kẻ trốn hổm giờ, bữa nay cũng bị tóm rồi đó. Cầu trời cho bắt được nó, vậy anh hai mới siêu thoát được. Mình báo cho con Qua nó biết chắc nó mừng lắm. Con vô đi. Dạ. Qua ơi. Qua. Qua ơi. Ủa, đi đâu rồi ta? Ủa, con Qua nó đi đâu hả con? Dạ, chắc là Qua với dì Ba đi khám thai rồi. Đi ra đây ngồi chờ nó. Dạ. Qua về kìa. Ừ. Qua, dì Ba. Anh Tốn. Vô ngồi đi. Chú Tân. Ừ. Nóng quá. Ngồi đây nghỉ chút đi. Thấy bà đi thì tôi phát mệt. Xin bà chút xíu tôi ngồi coi. Thấy người ta tới mà cũng không chịu xích nữa. Từ từ dò đau. Qua, đứa bé trong bụng sao rồi? Dạ bác sĩ nói em bé phát triển bình thường anh. Chú với thằng Tốt có tin vui. Báo cho con biết nè. Tin gì vậy? Công an bắt được cái tụi giết anh hai rồi. Hả? Đứa nào vậy? Chú? Thằng Tuấn Kẻ với thằng Phú. Trời à, sao lại có anh Phú ở đây nữa hả chú? Có khi nào liên quan tới thằng Thành không? Không phải. Thằng Phú với thằng Tuấn Kẻ thôi. Tôi với thằng Tốt mới lên công an hỏi chuyện vậy nè. Dài dòng lắm. Từ từ đi, tôi kể cho nghe. Nói chung á, cái thằng Phú đó nó ác lắm. Hay là ngày mai anh chở em đi khám thai nha, cho chắc ăn. Chứ má anh cũng lo lắm. Dạ. Vậy để ngày mai 7 giờ anh qua chở em đi ha. Dạ. Bây giờ anh không ở lại với em được hả? Ờ. Em sợ lỡ như tối anh Phú trở lại kiếm em thì sao? Sao mà anh Phú tới được? Anh nghĩ chắc là anh không dám tới đâu. Anh đang bị truy nã mà. Cái đó cũng không chắc đâu. Rủi mà có chuyện gì là một xác hai mạng đó. Sắp cưới rồi còn ngại gì nữa. Má ơi, anh không muốn thì thôi, má đừng có ép nữa. Anh về đi. Em với con không sao đâu. Con mà về á là coi như con không có lo lắng quan tâm gì tới hai mẹ con nó hết. Vậy làm đám cưới làm gì? Dạ bác. À, má. Má đừng có nói vậy. Giờ con cũng lo lắng cho con của con lắm. Nhưng tại vì chưa cưới cho nên con ngại thôi. Có con với nhau rồi còn ngại cái gì? Cứ ở lại đi. Để má cho người qua bển báo cho má con biết nghe. Không có sao hết á. À, dạ. Dân ơi Dân, em có nhà ông Dân. Dân ơi. Tại cái ông quý đó nữa. Má ơi, con vô phòng học bài nha. Má đi ra nói với ổng là con không có nhà nha má. Dân ơi. Ờ. Em có nhà ông Dân. Dân. Thằng quý á. Ủa bác. Ờ, má lộn. Dân ơi Dân. Quý lúc này nãy giờ còn theo con Dân không má? Ờ. Thì má cho phép tụi nó qua lại tìm hiểu với nhau rồi. Nếu mà được á là cho con Dân cưới thằng Quý luôn. À, con thấy thằng Quý cũng là người tốt. Nhưng mà con Dân không có thương nó.
Mình ép nó vậy miệng cưỡng không có hạnh phúc đâu má. Nhưng khi về sống chung với nhau thì từ từ tình cảm sẽ nảy sinh mà anh. Với lại em hiểu tâm trạng của thằng Quý. Chỉ cần ở bên người mình yêu là thấy hạnh phúc rồi. Cho dù trong lòng người đó không hề yêu mình. Thôi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Để má ra nói chuyện với thằng Quý coi làm sao. Dạ. Cái gì mà la sùm vậy? Anh có còn yêu Hoa không? Không trả lời thì chắc chắn là còn phải không? Anh cũng muốn nói dối em. Nhưng mà anh hứa là sẽ cùng em bắt đầu cuộc sống mới. Em hiểu mà. Em là người đến sau. Em không có ý định đòi hỏi bất cứ điều gì hết. Em chỉ mong anh dành một phần nhỏ nào đó cho mẹ con em, để cho con em đỡ tủi thân. Sao lại là phần nhỏ? Bây giờ em và con á là phần quan trọng nhất đối với anh rồi. Em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để cho con nó khỏe mạnh, biết chưa? Vậy anh có thể tháo nó ra không? Tụi mình sắp làm đám cưới rồi. Cũng tại anh đeo nó quen rồi cho nên không có để ý nữa. Thôi, để ngày mai anh đưa con Bảy đem ra tiệm bán. Đến ra ngoài phụ má với Dân dọn cơm nha. Dạ, anh. Em hơi mệt, anh ra nói với má là em không có ăn nha. Vậy anh pha sữa cho em uống nha. Ừ. Nè, chịu về rồi đó hả? Tôi có chừa cơm với bếp á. Con ăn bên nhà Dân rồi. Nhưng mà nó cũng ở trong phòng học thôi chứ gì. Sao mới biết hay vậy? Thì lần nào mà không vậy. Má thấy coi bộ không được rồi đó con. Bây giờ ở gần mà mày cua còn không được. Rủa mai mốt á, nó đậu đại học, nó đi học xa ở trên thành phố rồi tính sao? Chị Hai với má Dân á hứa chắc chắn sẽ gả Dân cho con. Không có cho Dân đi học nữa đâu. Biết đâu á, họ nói như vậy là để dụ mày thôi. Họ có mất mát gì đâu. Thiệt á là thiệt nhà mình nè. Thôi, nghe lời má bỏ đi con. Má kiếm mối khác cho. Mà còn Bích chị nó đang mang tiếng này nọ với thằng Thành. Biết đâu em nó cũng vậy. Cưới gái là phải chọn vòng nghe con. Trời ơi má ơi, chị Bích khác Dân khác, sao má gặp chung hai người vậy được? Với lại á, con chỉ thích một mình Dân thôi. Con không cưới người khác đâu. Lần quần á là sắp hết năm rồi. Coi như năm nay là mày không lấy vợ đúng không? Mà con Bích với thằng Thành chừng nào đám cưới? Tháng sau. Thế nào cũng mời nhà mình à. Vậy để con Bích nó cưới xong, má đem sính lễ qua nhà bà Út Thương. Mình đưa họ vào thế kẹt, thế nào họ cũng đồng ý gả con Dân cho mày. Má đúng là cao siêu đó má. Chứ sao? Má xứng đáng là má của con. Anh Tốt ơi! Anh Tốt! Dân! Chị Hoa. Em kiếm anh Tốt hả? Dạ. Hôm nay ảnh cứ tránh mặt em hoài à. Em không có gặp được. Mà em nghe dì ba nói á, cuối tuần này ảnh nhổ neo đi rồi. Hôm nay á, em quyết tâm là phải đợi cho được ảnh. Mấy bữa nay á, hơn 6 giờ ảnh mới về. Bây giờ còn sớm lắm. Hay là em về nhà đi rồi chút ra, chứ đợi lâu lắm. Dạ thôi, em đợi được mà. Vậy em đi ra ngoài bàn nha. Chị Hoa ơi. Sao vậy em? Chị cho em đi nhờ nhà vệ sinh cái nha.
Hồi nãy em ăn ba cái me dốt ở nhà con Nga, bây giờ bụng em nó... Vậy là em bị chột bụng rồi đó. Đi vô đi, nhà vệ sinh ở trong. Cảm đó. Cảm ơn chị nha. Chào dì ba. Con đi qua kiếm anh Tốt, nhưng mà bây giờ con kẹt. Ủa, rồi. Bố chị nói rồi mà. Dân. Cái con này. Quá. Dạ. Sao con cho con Dân nó vô nhà làm chi vậy? Con Dân nó bị đau bụng, nó đi nhờ nhà vệ sinh. Đau gì? Má, bây giờ mình sẽ tiến hành thu hồi lại gạo trộn đã bán cho tất cả các đại lý. Nếu như mà đại lý nào vẫn còn hiện tượng làm ăn gian dối, mình không bán tiếp cho họ nữa. Em nghĩ là mình nên tung tin ra ngoài. Những việc bán gạo trộn là do anh Phú. Bây giờ anh Phú bị truy nã, nhà máy mình coi như bắt đầu lại từ đầu. Như vậy sẽ dễ lấy được thông cảm của mọi người. Con Bích nó nói đúng đó. Bây giờ tụi con cứ nói chuyện xấu của thằng Phú ra ngoài đi. Bây giờ nhà máy coi như là chính thức đổi quản lý mới, cho thằng Thành với con quản lý, làm ăn đàng hoàng trở lại. Dạ. Nhưng mà má chỉ lo không biết là có giật dậy nổi nhà máy được không đây. Dạ con sẽ cố gắng hết sức, má cứ yên tâm đi. Con ráng nghe con. Nhà máy của mình là mấy đời rồi, không có thể đóng cửa được đâu. Dạ. Bích à, em lên hết danh sách mấy đại lý gạo của anh Phú để anh tới nói chuyện với họ. Dạ. Tạm thời mình cứ gỡ từ từ đi. Cái số tiền mua lúa mà thằng Phú nó lấy đó, má sẽ bù vô cho nhà máy để mà mình thu mua lúa mới. Dạ. Mà cái con nhỏ này thiệt tình, thằng Tốn nó trốn rồi mà cứ tới hoài hả? Con gái gì kỳ vậy? Dù sao anh Tốt cũng sắp đi rồi, để còn nói anh Tốt gặp bé Dân, chứ con nhỏ tới lui đợi chờ hoài tội nghiệp quá. Con muốn nói thì con nói với thằng Tốt đi, chứ vậy là gì phản đối rồi đó. Gặp cái gì mà gặp, dứt thì dứt cho rồi. Chưa kể nhắc tới má con nhà nó, nói điên hả? Dì đang bắt cái siêu thuốc, chắc 15 phút nữa xong rồi đó. Con chắc ra chén uống đi nghe không? Dì đi lấy đậu đây. Nè, nói chứ cẩn thận con Dân nữa nghe. Nhìn cái mặt nó hiền chứ không lơ đễnh được với nó đâu nghe. Thôi mà dì ba, bé Dân không có ý như vậy đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Dạ, dì đi. Con nghĩ hay là mình thay luôn máy móc đi má. Như vậy sẽ tăng được năng suất. Má, anh Thành có kế hoạch đi tiếp thị, mở rộng một số đại lý gạo ở tỉnh lân cận và Sài Gòn nữa. Nếu như mình làm được thì máy móc hiện tại không đủ đáp ứng đâu má. Thì đồng ý. Ban đầu mình khó lấy lại vốn, nhưng mà xét gì lâu gì dài mình vẫn lợi hơn đó má. Thôi được rồi, má tin hai đứa. Có cần gì thì cứ nói má. Má ra ngân hàng rút tiền. Dạ. Dạ. Còn con á, bây giờ con mang thai rồi, không có như hồi đó. Đừng có ham công tiếc việc quá nghe chưa. Phải giữ sức khỏe. Nếu mà nhiều việc quá thì mướn thêm người, chứ không có để ảnh hưởng tới cháu đích tôn của má à nghe. Dạ, con biết rồi má. Con với con Bích cưới nhau á, má ưng bụng lắm. Má vừa có cháu đích tôn nè, vừa có đứa con dâu giỏi việc, phụ giúp chuyện nhà má cho má nữa. Con á, là phải thương yêu trân trọng con Bích nghe chưa. Dạ. Má, hay là má gả nó cho ông Quý liền đi má. Chứ trước sau gì con thấy cũng xảy ra chuyện à. Thằng Quý á, má thấy nó bô lô ba la thiệt, nhưng mà nó thương con Dân, mà không biết ý má nó làm sao đi nè. Dì Tư, má của thằng Quý rất là dễ, mà quan trọng là bà rất cưng thằng Quý. Với lại gia đình bên đó họ rất ưng nhà mình,
môn đăng hộ đối với bên đó. Bác sĩ. Bác sĩ, cháu tôi nói sao rồi bác sĩ? Cô ấy bây giờ tạm ổn, đứa bé thì giữ được, nhưng tình trạng rất yếu, chưa nói chắc được điều gì. Tại sao không có dấu hiệu da đập nhưng lại có dấu hiệu sảy thai? Người nhà có cho chị uống thuốc gì không? Ừ, có. Tôi có cho nó uống thuốc nam dưỡng thai. Tôi hiểu rồi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thuốc không ra bà mua, bà cho nó uống đó hả? Đúng rồi. Bà có chừng đó. Có chừng cái gì? Tôi mua chỗ uy tín đàng hoàng. Lần trước con qua nó uống có bị gì đâu nè. Thấy nó khỏe ra, không có nôn ói nữa. Sao kỳ vậy ta? À, thôi đúng rồi. Cái con nhỏ này, mày xuống đây. Phải mày không? Con sao? Đúng rồi. Cái lúc mà tôi nấu thuốc á, nó đau bụng, nó xin đi vệ sinh. Rồi, mày đi ngang cái chỗ tao nấu thuốc rồi mày bỏ cái gì vô thuốc đúng không? Không có gì ba. Gì ba nói gì vậy? Không mày chứ ai. Lúc đó là con bị đau bụng cho nên con xin đi nhờ nhà vệ sinh thôi, chứ con đâu có bỏ gì vô thuốc đâu. Chuyện đâu ra đó? Bà có chứng cứ gì không bà đổ thừa cho con nhỏ? Tôi hỏi ông nè, bây giờ không phải nói với ai. Lần trước ha, bà Út Thương với chị mày cũng vu khống cho con qua với thằng Tốt. Vu khống chuyện gì? Còn Bích đó, nó làm bộ té, rồi nó đổ thừa cho con qua với thằng Tốt đánh nó, rồi bà Út Thương cũng hùa theo tụi nó. Thằng Tốt với con qua chẳng qua là nó sợ ông buồn, cho nên nó không có dám nói ra. Cả nhà mày muốn hại con qua hết đúng không? Dạ, không, con không có. Tình cờ đau bụng, mày có âm mưu hết ráo rồi, đừng có chối nữa. Không có đâu gì ba. Không có cái gì, tụi bay sợ con qua. Với đứa con của nó cạnh tranh với chị của mày đúng không? Cho nên mày hại nó. Con không có làm thiệt mà gì ba. Chú Tư, anh Tốt, anh tin em đi. Lúc nãy, khi dì ba báo tin, anh còn nhớ là em nói với anh, coi chừng cái thai trong bụng của Qua, rõ ràng cái chuyện Qua mang thai, cả nhà anh Thành không biết, làm sao mà em biết được? Đúng rồi. Hay có phải là em âm thầm theo dõi rồi tìm cách hại cậu không? Chứ còn cái gì nữa? Không có. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày rình mò. Mày tới mày hại con Qua. Tao nói thiệt nha, mẹ con Qua mà có làm sao nha, tao không có để tụi bay yên đâu. Dì ba, anh Tốt, con không có làm chuyện đó thiệt mà. Mày không làm chứ ai làm? Cái chuyện mà con biết chị Qua mang thai á là tại vì bữa trước á con thấy dì đi mua thuốc dưỡng thai cho chị Qua, cho nên con đoán vậy thôi. Chuyện đó em cũng không có nói với hai nữa. Cô đừng nói được. Cô đi về đi. Anh Tốt, em đi về đi. Đi đi còn đứng đó nữa. Đi mau đi. Tốt à, biết đâu tại thuốc, không phải tại nó là sao con? Nữa à, ông đủ rồi nha. Ông binh con có người yêu rồi ông nói tôi đổ thừa cho nó hả? Tôi đâu có cái ý đó đâu. Để tôi đi hỏi nó thử coi. Hỏi cái gì nữa? Ôi, trời ơi. Bột ơi, Bột Thương. Con Dân nó về với ai vậy? Thì ông Tư Trê chứ ai. Má, con qua bên đó nữa phải không? Má nói hoài sao không chịu nghe vậy? Đi hoài, vô nhà đi. Cái chuyện đó má con bà nói chuyện sao? Con qua nó vô bệnh viện xém một chút nữa là nó sảy thai rồi. Có phải là âm mưu của má con bà không? Nè, ông ăn nói cho đàng hoàng nha. Con qua nó sảy thai á thì liên quan gì tới gia đình tôi? Ông có bằng chứng không? Nếu mà không có thì tôi thưa ông cái tội vu khống đó. Con đã nói là con không có bỏ cái gì vô thuốc dưỡng thai của chị Qua hết. Vậy á mà anh Tốt, dì Ba, chú Tư nữa, không có ai tin con hết. Con Dân nó không làm chuyện đó đâu. Ông tin tôi đi mà. Vậy chứ tại sao hôm trước bà với con Bích thông đồng vu khống cho thằng Tốt với con Qua? Hôm nay bà Ba sao bà mới nói cho tôi biết? Bà làm tôi thất vọng quá bà Út. Tôi... Má, không có việc gì mà phải ở đây giải thích nói nhiều với ổng hết á. Mình đi vô nhà. Đi má, đi vô. Nè, tôi cảnh cáo mấy người nha. Con Qua nó đã muốn yên ổn sanh đứa con, không đụng chạm gì tới mấy người. Mấy người còn bày trò hại nó nữa, tôi không để yên mấy người đâu.
Nhất là mày á. Dậm đó cái gì? Con gái gì mà hổng như quỷ. Chuyện sao vậy Dân? Tự nhiên chị qua chị uống thuốc dưỡng thai xong á, cái chị bị đau bụng, mọi người mới đưa chị vô bệnh viện. Bác sĩ nói là chị có dấu hiệu bị sảy thai. Nhưng mà khổ nổi á, cái lúc mà dì ba nấu thuốc cho chị qua á, con có xin đi vô nhà vệ sinh, cái dì ba nghi ngờ cho con luôn. Má đã dặn con không được qua bên đó rồi, tại sao cãi má hoài vậy? Nhưng mà con muốn gặp anh Tốt, anh sắp nhổ neo đi rồi. Rồi cái thai có sao không? Không có sao hết á, nhưng mà bác sĩ nói là còn nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, con không làm thì không việc gì phải suy nghĩ hết. Bây giờ đi vô ăn cơm rồi vô học bài nha. Sắp thi cử rồi đó, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng rồi làm bài không được nữa. Đi vô đi. Dạ. Con làm đúng không? Má nói gì vậy má? Hồi nãy á, lúc nghe cái chuyện con qua sảy thai, con không có một cái gì gọi là ngạc nhiên hết. Chứng tỏ là con đã biết từ trước rồi. Má nuôi con từ nhỏ đến giờ, má không hiểu tánh con hay sao hả? Nếu vì chuyện này con qua có vấn đề gì xảy ra thì ông Tư Trê không để yên cho má con mình đâu, biết chưa? Thì hôm trước má nhân dân ngồi nói chuyện con nghe hết rồi. Má, anh Thành ảnh vẫn còn tình cảm với con nhỏ đó, còn ảnh cưới con chỉ vì cái thai thôi. Nếu như mà ảnh biết nó có thai thế nào rồi, ảnh cũng bỏ con trở về với nó. Má nghĩ đi, nếu nó mà sinh con ra, có phải con của con bị thiệt thòi không má? Con phải buộc làm như vậy vì con của con sau này thôi. Với lại bà Út Lan con thầy Năm á, là dân cờ bạc mà. Con cho bà ít tiền rồi kêu bà để thuốc sảy thai vô thang thuốc của bà Ba Sa là bà chịu liền. Bích à, nhưng mà đứa nhỏ nó có tội tình gì? Nó cũng là một sinh mạng mà. Con biết con làm như vậy là thất nhân ác đức lắm không? Má, con chỉ lo cho con của con sau này mà. Rồi đây nghe, con Út Lan mà nói nhiều chuyện rồi nó nói ra ngoài lộ ra rồi làm sao hả? Rồi con làm sao hả? Con chắc chắn với má là bà không có dám nói dài hết. Nói ra là cũng ảnh hưởng tới tiệm thuốc của bà, chứ có hay ho gì đâu. Mà sảy thai cũng có thể là do cơ địa con qua nó yếu, công bằng không chứng thì ai làm gì được mình. Má yên tâm đi, con lo hết rồi. Qua, ráng uống miếng sữa đi. Dạ, nè. Con cảm ơn dì ba. Ừ. Dạ, cậu Tư. Chú Tư. Con khỏe rồi hả? Thấy trong người sao? Dạ, con còn hơi mệt, nhưng mà con bớt đau bụng khó chịu rồi. Sao rồi ông? Tôi đưa nó về nhà, hỏi bà Út Thương rồi. Bà nói sao? Má con bà nói là không có làm. Con Dân nó không có bỏ thuốc men gì trong đó hết á. Chuyện gì vậy dì? À, dì nghi ngờ con Dân á, nó bỏ cái gì đó vô cái siêu thuốc dưỡng thai mà hồi chiều dì nấu cho con đó. Chứ khi không tự nhiên xin đi vệ sinh, lãng không? Không phải đâu dì. Từ lúc mà Dân đi vô rồi Dân đi ra, con đều thấy hết. Dân không có lại gần siêu thuốc. Con thấy hả? Dạ. Thấy không? Vậy mà tôi nghe lời bà, trách làm má con nữa rồi. Ủa? Má cười không? Vậy chứ mẹ con bả cũng du khống thằng Tốt với con Qua đó.
Ôi, mệt quá. Nói tóm lại là họ không có tốt lành gì đâu. Nhưng mà cái chuyện nào ra chuyện đó? Ông đó nha, tối ngày bên má con bả hả? Tôi không có bên ai hết á. Không lẽ tại thuốc gì mua? Thôi được rồi, để ngày mai dì tới tiệm thuốc dì hỏi con sao. Dạ. Ừ. Có chân bà đó. Nếu mà thuốc của mấy người không có cái gì thì tại sao cháu tôi nó xém sảy thai chứ? Chị ơi, sảy thai cũng là do cơ địa của cháu chị yếu, hoặc là không có hạp á. Chứ bao nhiêu người uống á có sao đâu. Lần trước á chị tới đây mua, chị còn thấy thuốc tốt cho nên chị mới mua tiếp mà, đúng không? Ủa ba, có chuyện gì mà ồn ào vậy con? Dạ thưa ba, chị nè tới đây mua thuốc dưỡng thai cho cháu, mà cháu kiểu uống không có hạp, sắp sảy thai. Chị nói là tiệm thuốc của mình bán thuốc bậy bạ đó ba. Hồi đó tới giờ nhà thuốc của tôi luôn lấy y đức làm đầu, không có cái chuyện thuốc bậy bạ mà có vấn đề được nha. Dạ đúng rồi. Mấy chục năm nay tôi làm ăn uy tín, ai cũng biết danh tiếng chúng tôi. Thôi tôi xin lỗi, cũng tại tôi sót cháu tôi quá cho nên tôi hơi nóng. Xin lỗi nghe. Chào thầy. Chị về. Ba ơi, đây là mấy đơn con nhập thuốc ngày hôm qua nè, rồi ba đưa tiền cho con, rồi chiều con mang tiền trả người ta nha. Dạ. Má làm gì vậy má? Viết danh sách khách mời. Mà ít ít thôi đó, rút kinh nghiệm lần trước. Bảy, cho ly nước coi. Dạ. Ghi xong thiệp rồi là con phụ thằng Thành đi mời nha. Để một mình nó đi được rồi. Con đi mất công người ta hỏi này hỏi nọ, cũng tại má đó. Khỏi đám cưới đi. Để hai đứa tụi nó đăng ký được rồi, nhà bao nhiêu là chuyện. Mời họ tới, họ nhiều chuyện chứ chi. Má cũng đã nói rồi đó, nhưng mà chị Út Thương chị không có chịu. Con Bích lần đầu lấy chồng, làm vậy thiệt thòi con gái người ta. Mà con Bích nó đang mang thai cháu tao, để nó buồn, nó tủi thân, rồi ảnh hưởng tới cháu tao làm sao? Trong mắt má, lúc nào cũng cháu, cháu, cháu. Ủa, cháu tao tao không lo chứ lo cho ai? Mà họ nói cái gì thì kệ họ, mỏi miệng thì nín. Tao nói bực bội ghê, không biết chừng nào bắt được thằng Phú này nè. Má nghe nói là có thể đơn phương nộp đơn ly dị, để kêu thằng Thành nó hỏi thủ tục cho con coi làm sao. Cũng tại má. Ngày xưa má khen ổng lắm, con mới nghe lời má cưới ổng. Ủa mày cũng chịu nó đẹp trai mà mày đổ thừa vậy? Mà má đâu có ngờ là nó vậy. Tưởng nó hiền lành, thật thà, dễ sai dễ biểu. Mà thôi, ly dị xong đi rồi má kiếm cho con đứa khác. Con chưa có con cái gì, nhà mình lại có điều kiện như vậy, lo gì mà không kiếm được người tốt cho con. Mai mốt á, công an mà bắt được ông Phú, má thưa thêm cái tội mà lấy tiền cho ổng ở tù rụt xương luôn. Chứ làm sao? Tất nhiên là má phải thưa tới nơi rồi. Nó phải đền bù cho nhà mình đủ thứ hết á, chứ không phải để yên vậy đâu. Ôi trời ơi, ngồi nãy giờ đau lưng quá. Thôi má vô nằm chút, cơm chín kêu má nha. Dạ. Bảy, có ly nước dạ. Mà lâu quá vậy. Dạ. Dạ nước của cô Hai, đang làm gì dưới vậy? Dạ, bà kêu con Chân Yến á, đem vô cho cô Bích ăn. Chân Yến hả? Dạ, đem lên tao coi. Dạ. Nhanh lên. Đâu? Hôm qua mới chân, nay chân nữa là sao? Bà dặn con á, ngày nào cũng phải chân á, ăn như vậy mới tốt cho đứa nhỏ. Bổ quá không có tốt đâu. Để tao ăn cho. Thôi, cô ăn để con chân cái khác. Trời đất ơi, tao nói thiệt, mày tưởng tao dành ăn hả? Bạn tao mang thai, bác sĩ nói bổ quá không có tốt. Một tuần chỉ ăn 3 lần thôi là đủ rồi. Ủa thiệt vậy hả cô? Dạ, tại bà dặn thì con mới làm.
Hồi đó cô qua mang thai á, bà cũng bắt con ngày nào cũng phải chưng á. Công nhận bà thương cháu ghê ha. Nó có thai giả, sao so được với con Bích? Ý con quên. Hơi ngọt đó. Dạ, tại vì con Bích thích ăn ngọt cho nên con cho nhiều đường. Nhưng mà tao không có thích ăn ngọt. Đi ra làm sao đi. Con của thầy Năm nói như vậy là chắc không phải rồi con. Dạ, bác sĩ có nói có thể là do cơ địa của con yếu. Em còn thấy khó chịu nữa không? Dạ bớt rồi. Em nghĩ là con em sẽ không sao đâu. Con yên tâm, anh hai nhất định sẽ phù hộ cho mẹ con mà. Dạ. Anh Tốt, hôm qua bé Dân nói ngày mai nó thi tốt nghiệp, hay là anh tới gặp nó để xin lỗi đi, chứ để nó buồn ảnh hưởng đến chuyện thi cử nữa. Ừ, sẵn tiện con đi kiếm nó đi, rồi cái xin lỗi thay cho dì luôn. Nó thì không có lỗi gì, chứ bà Út Thương với con Bích á là dì không muốn gặp chút nào hết á. Bây giờ Dân đang ở nhà, con mà tới đó sẽ gặp hai người kia. Hay là để sáng mai Dân đi thi đi, con canh con gặp trên đường để con nói cho. Rồi con chúc Dân thi tốt luôn. Ừ. Dạ. Con tính vậy cũng được đó. Nói với hai nữa. Cô đừng nói được. Cô đi về đi. Anh Tốt, em đi về đi. Má. Chưa ngủ hả? Dạ, con ôm lại bài chút xíu. Má thấy kỳ kẹp rồi, không cần giấu má. Má, anh Tốt bây giờ chắc là ảnh giận con dữ lắm. Ảnh nghĩ là con hại chị Hoa. Má xin lỗi, tại vì má với chị Hai nên con bị hiểu lầm. Má, đó giờ má đâu có vậy đâu. Má đừng có giống như chị Hai nha. Có những chuyện dù biết là không đúng nhưng má không còn cách nào hết. Má chỉ mong hai đứa con hạnh phúc thôi. Sau này con sẽ hiểu má. Dân, con đừng nghĩ tới thằng Tốt nữa. Qua chuyện lần này con cũng thấy rồi đó, trong lòng nó chỉ có con Qua thôi. Con biết lâu rồi chứ, mà tại con cứ hy vọng là có một ngày anh sẽ thích con. Mà bây giờ chắc ảnh sẽ không bao giờ nói chuyện với con nữa. Má thấy vậy cũng tốt. Con đừng qua lại với bên đó nữa, tránh gây thêm nhiều chuyện rắc rối nha. Thôi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi thi nữa. Ngủ đi. Dạ. Yeah.
Ui da, đau bụng quá. Ây da, ây da, ây da, ui da, ui da. Ui da, đau bụng quá. Ây da. Anh ơi, anh có sao không? Anh bị gì vậy? Cô ơi, tôi đau bụng quá. Cô làm ơn, cô đưa tôi vô bệnh viện giùm cái cô ơi. Ây da, đau bụng quá. Ui da. Ông này là đàn em của ông Quý nè. Không có đâu cô ơi, tôi nghỉ chơi với ổng rồi. Cô ơi, bây giờ tôi đau bụng quá. Cô làm ơn, cô đưa tôi đi bệnh viện đi cô. À, đau bụng quá cô ơi, làm ơn đi cô. Để tôi kiếm người khác. Cô khỏi đi thi đi cô. Cái gì? À, tôi đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Ông đứng lên đi. Ui da. Cô ơi, làm ơn đưa tôi vô bệnh viện đi cô. Ông đứng lên được không? Ây da, đau bụng quá. Cô ơi. Cô ơi, chịu không nổi đâu. Trời, giờ làm sao đây? Đưa tôi đi bệnh viện đi cô. Cô ơi, tôi đau bụng quá trời cô ơi. Anh Tốt, đưa tôi vô bệnh viện đi cô. Anh Tốt. Ui da, đau bụng quá. Ông bị đau bụng nè. Anh làm ơn đưa ổng vô bệnh viện giùm em đi. Giờ em phải đi thi rồi. Thôi, tôi không đi với ảnh đâu. Cô ơi, cô cứu tôi đi mà cô. Ê, cô đưa tôi vô bệnh viện đi cô. Mà... Ui da, đau bụng quá. Tôi phải đi thi rồi. Đau bụng quá cô ơi. Anh đau chỗ nào vậy? Ờ, đây. Để tôi xem. Không phải, đây nè. Trên đây nè. Đây hả? Anh Tốt, anh làm gì vậy? Người ta đau bụng mà. Ây da, đau anh. Đại ca ơi, đại ca ơi. Có đau gì đâu. Chiêu trò của hai người này thôi. Quý núp đằng kia kìa. Đại ca ơi, lộ rồi. Thôi, ra đi. Đại ca ơi, cứu em. Cứu em đi đại ca. Ông Quý, ông dám âm mưu để tôi khỏi đi thi đúng không? Dương ơi, anh xin lỗi. Tại anh sợ em thi đậu á, em sẽ tiếp tục học đại học. Lúc đó anh sẽ mất em. Mà anh không muốn vậy. Ông quá đáng lắm á. Dương, cho anh xin lỗi mà Dương. Đau quá. Xong nữa. Tôi cảnh cáo anh nghe. Nếu còn âm mưu này nọ làm cho Dân thi rớt á, tôi đánh anh mềm xương luôn đó. Đừng đánh tôi mà Trang Sĩ. Tôi xin lỗi, tôi không dám nữa đâu. Đi ca ơi. Không mau đi lẹ đi. Đừng có thi đại học nữa nghe Dân. Đừng có thi đại học nữa nghe Dân. Tôi đánh một cái mềm xương với Dân. Trang Sĩ. Anh đưa em đi thi nha. Bắt công hồi Quý dở trò nữa. Anh hù ổng vậy, ổng không dám làm gì nữa đâu. Cảm ơn anh nha. Em tưởng anh không quan tâm em nữa. Thật ra anh cố tình tới gặp em để xin lỗi đó. Dì ba cũng nhờ anh xin lỗi giùm dì ba. Qua nói em không có bỏ gì vô siêu thuốc hết trơn á. Có thể cơ địa của Qua không tốt nên bị vậy thôi. Nè, đừng có giận anh nha. Mọi người hết hiểu lầm là em vui rồi. Mà chị Qua khỏe chưa anh? Qua vẫn còn nằm trong bệnh viện để theo dõi. Nè, em đi thi đi, để trễ giờ đó. Dạ. Bà ba ơi, có nhà không? Bà ba ơi. Cái gì vậy? Ông kêu nhẹ nhàng không được sao mà la ấm sùm vậy? Gì vậy? Mới nhấp đường cá lóc nè, đem qua tặng bà nấu cháo cho ông Qua nó ăn. Vậy hả? Cảm ơn em. Tôi mua thịt bò nấu cháo cho ông Qua rồi. Con này rộng lại để mai nấu hen. Lâu không được nghe. Sao vậy? Tôi thấy nó yếu lắm rồi. Nó gần giả biệt trần gian nó đi rồi đó. Có đâu, nó còn nhúc nhích nè, nó chưa chết đâu. Nhưng mà nó yếu rồi. Vậy tôi xuống ghe à. Chừng nào bà đi thăm con Qua kêu tôi điên lượt. Nhưng mà vậy thôi đó hả? Không nói gì nữa hả? Ý bà muốn gì nữa? Ngồi uống nước. Ngồi uống nước đi. Ngồi uống nước hả? Thôi, tưởng làm gì chứ ngồi uống nước. Tôi xuống ghe tôi uống cũng được vậy, tôi đi à. Vậy đi lo công chuyện đi nha. Nói nhiều quá trời. Dạ, thưa anh. Có chuyện gì á? Cho tôi hỏi, ghe của chị Ba Sa đậu ở đâu vậy? Tôi có hỏi người ta chỉ tôi vô đây. Đúng rồi, ông kiếm bà Ba Sa phải không? Dạ. Rồi, vô đây làm việc luôn. Bà ba ơi. Gì nữa? Có ông thầy nào trên núi xuống tìm bà nè. Ông ngồi đi. Bà ra tới giờ nè. Dạ, chào chị. Ủa, dạ thầy Năm. Cái chuyện hôm bữa tôi xin lỗi thầy rồi mà. Tại bữa đó tôi nóng quá. Người xin lỗi là tôi mới phải. Thì ra con tôi nó khai, con của tôi nhận tiền người ta lấy vài vị thuốc phá thai trộn vào vị thuốc dưỡng thai của chị.
Ôi trời ơi, hồi sáng này tôi quay lại, tôi mới phát hiện ra mấy cái thứ dược liệu trộn vô trong vị thuốc của chị. Trời đất ơi, tôi tra hỏi nó cả buổi cho nên nó mới nhận. Tôi thiệt không ngờ nó dám làm cái chuyện thất đức như vậy. Thôi, con dại cai mang thì thôi, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm với chị. Vậy ai sử dụng con ông làm vậy hả? Còn ai vô đây nữa? Phải nhà bảo thương không thầy? Hôm tôi gặp má con bả ở tiệm thuốc của thầy mà. Là con Bích, con bảo thương. Hả? Trời đất ơi, quỷ con Bích này. Con Bích đâu rồi? Con Bích, mày ra đây mau. Đây đây, tôi đâu? Đây, chuyện gì vậy? Tôi hỏi chị con Bích đâu? Ờ, có chuyện gì vậy? Con Bích nó đi làm chưa có về? Thì ra con Bích con của bà cho tiền người ta bỏ thuốc phá thai vô thang thuốc của tôi mua. Bà còn chối nữa không? Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Chắc là có ai đó đổ oan cho con tôi á. Tới giờ này rồi mà bà còn chối nữa hả? Chính ông thầy Năm tới nhà gặp tôi nói chuyện. Bây giờ bà có cần đi tới chỗ thầy Năm đó chắc không? Ờ, đúng là cái thứ độc ác mà. Bây giờ cái thai con qua không biết có giữ được không kìa. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi thưa mấy người cho mấy người biết. Chị đi ba ông. Con Bích nó suy nghĩ nông cạn nên mới làm mấy chuyện sai trái như vậy. Với lại nó cũng đang mang thai. Chị làm ơn bỏ qua cho nó giùm được không? Bỏ cái gì mà bỏ? Bà đừng có xin xỏ cho nó. Để cho nó làm cái chuyện thất nhân ác đức như vậy hả? Thôi được rồi, tôi sẽ cho hết thảy mọi người biết về cái bản mặt của nó. Chị ba, chị ba à, anh Tư nói giùm tôi một tiếng đi anh Tư. Nè anh Tư. Trời đất ơi, buông ra. Ông làm cái gì mà cái mặt ông thộn ra vậy? Ông còn tính binh giật má con bả hả? Ông mà vậy thì làm sao nói chuyện với anh hai? Nó có gan làm thì nó có gan chịu. Ừ, tôi không thể vì bà mà bao che cho nó được. Rồi đi. Đi. Chị ba, anh Tư, anh Tư làm ơn tha cho con Bích lần cái này đi. Cái bà này bà buông ra đi. Bà hả? Trời đất ơi, làm bộ làm tịch hả? Có sao không? Bà tỉnh lên đi, tỉnh lại. Ê, bà Ông Thương. Nè nè, bà đừng có làm bộ xỉu vậy bà Ông Thương. Đừng có làm bộ xỉu hù tôi nha. Bà bà xỉu thiệt rồi đó. Trời. Đưa bà đi bệnh viện liền đi. Trời đất ơi, ơi. Trời đất ơi, bà Ông Thương. Thiệt tình à, khổ ghê vậy. Y như là họa sĩ vẽ vậy đó. Đẹp ghê. Ủa Thành, sao ngồi đây vậy con? Ờ, dạ chào cô. Ừ. Nghe tin con với Hoa ly dị, cô cũng bất ngờ hết sức. Dạ. Con kiếm Hoa hả? Ờ, dạ không, con có công chuyện đi ngang thôi. Xe con hư, dừng lại sửa chút xíu thôi. Ừ, vậy hả con? Ờ, cô vô nghe. Dạ. Ủa cô ơi. Ờ, sao vậy con? Sao cô có chìa khóa vô nhà vậy? Con qua hết tháng này nó trả nhà cho cô rồi. Con qua ở trong bệnh viện hổm rài á, bà Ba Sa giao chìa khóa cho cô để tiện cho khách tới coi nhà. Ủa, qua bị gì vậy cô? Cô bị nặng lắm không? Cô nghe nói ngộ độc gì đó, bà Ba Sa nói nó cũng còn yếu lắm nên là bác sĩ chưa cho xuất viện. Cô tính sáng mai vô thăm nó nè, mấy bữa nay lù bù quá. Ờ, dạ thôi cô, cảm ơn cô. Ừ, đi con nha. Đi đi.
gì? Suy tim độ 4 hả bác sĩ? Dạ đúng vậy. Sao bà nói với tôi là bà đi xét nghiệm đủ thứ rồi, không có bị cái gì nặng hết? Con không biết dì đi xét nghiệm ở đâu, nhưng mà kết quả này là chính xác. Vậy bà sống được bao lâu nữa hả bác sĩ? Nhiều nhất là 1 năm, nhưng với tình trạng sức khỏe của dì hiện nay, con sợ là không lâu như vậy. Người nhà lựa lời nói với dì. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Chị Thương, bà gạt tôi, bà không có đi xét nghiệm gì hết đúng không? Tôi biết sức khỏe của mình mà. Tôi định uống thuốc nam cầm cự đỡ, nhưng mà chị ba, tâm nguyện của tôi là muốn con Bích được hạnh phúc. Chị nể mặt tôi, tha cho nó lần này nghe chị ba. Con chị hạnh phúc yên ổn, còn con Qua thì sao? Tôi biết mà, tôi sẽ ngăn không cho nó đụng tới con Qua nữa đâu. Chị bỏ qua cho nó giùm tôi nghe chị ba. Nha. Ông Tư à, coi như ông giúp tôi chuyện này lần cuối nha. Ông nói với chị ba giùm tôi. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Hai người hứa với tôi tha cho con Bích nha. Chị ba, tôi quỳ xuống tôi xin hai người. Thôi, bà nằm chị... xuống đi. Bà nằm nghỉ đi. Bà đừng làm vậy. Bà ba, coi như tôi thay bà, xin bà bỏ qua. Hai người cứ bao che cho nó là đang hại nó đó. Có ngày á, nó càng làm nhiều chuyện ác hơn nữa. Không có mà, tôi bảo đảm với chị, nó không đụng tới con Qua nữa đâu. Tha cho nó nha chị. Ừ, thôi được rồi, tôi cũng không có quyền quyết định. Tôi sẽ nói với con Qua để nó quyết định, bởi vì nó là người bị hại. Sớm đi con. Con mệt dạ. Cả ngày nay rồi đó. Con đi ngủ nha má. Ờ. Anh, hôm nay anh có mệt lắm không? Anh đâu có mệt gì đâu. Mẹ con em mới là người mệt nhất. Thôi mình đi ngủ nha. Anh, hôm nay là tân hôn của vợ chồng mình mà. À, anh biết, nhưng mà em đang mang thai, anh sợ ảnh hưởng tới con. Em đâu có nói chuyện đó đâu. Ý em nói anh phải hùng con với em chứ. À, con của ba, không biết á là giờ này con đang làm gì ha. Đến nghe thử coi con có nói chuyện với anh không. Anh có nghe con nói gì không? Sao con nói chuyện gì với anh hết vậy?
Có khi nào con bị gì rồi không? Con nó còn nhỏ xíu à, vài tháng nữa anh mới nghe được. À, vậy hả? Tại vì mấy chuyện này anh không có rành lắm. Thôi, ngủ nha. Thành, anh ngủ đi hả? Ừ. Khuya rồi, ngủ đi em. Cháu đích tôn của má nó đạp dữ không? Dạ, tối tối nó cũng đạp dữ lắm má. Ừ, đạp nhiều vậy là tốt á, khỏe. Dạ. Trời đất ơi. Dạ. Bà đã dặn với con là buổi tối mới lau nhà mà. Ban ngày lau rồi nước ướt nhẹp, rồi cô Bích đi té làm sao? Dạ, con quên, con xin lỗi bà. Thiệt tình. Dạ, qua đây ngồi đi con. Con biết không, hồi đó đó, khi mà má có bầu thằng Thành á, trời ơi nó đạp dữ luôn á, nó đạp mà cái bụng nó méo hoàng bên luôn vậy đó. Xạo xạo không à? Cái gì xạo mày? Cái gì má? Con đang nghe điện thoại. Ờ. Không biết thằng Thành nó tiếp bên kia làm sao rồi nữa. Trời ơi, lần này mà ký được cái đơn hàng xuất khẩu đó nha, là coi như nhà máy mình nở mày nở mặt luôn đó. Ba cái nhà máy trong vùng chỉ toàn là buôn bán nhỏ lẻ thôi à. Con nghĩ chắc là sẽ được mà má. Ừ. Anh Thành đã tính toán đưa ra mức giá hợp lý như vậy, họ không thể nào tìm được bên nào thích hợp hơn mình đâu. Ừ. Lúc trước má cũng lo thằng Phú nó phá tanh bành cái nhà máy rồi, sợ là thằng Thành nó giật lại không nổi. Nhưng mà mai làm sao á, cái tình hình nó cũng tốt quá rồi. Mà công lớn là nhờ con đó nghe. Nhờ có con phụ giúp nó đó. Dạ có gì đâu má, con đang mang thai, lại lo cho má của con nữa. Con có giúp được gì cho anh Thành đâu, chủ yếu là anh Thành thôi. Thấy ảnh tối ngày cứ quần quật ở trong nhà máy, có khi cả tuần ảnh mới về nhà ngủ một lần. Con cũng thông cảm cho nó, nó cũng không muốn vậy đâu. Nhưng nếu không cố gắng thì nhà máy mình sao được như ngày nay, phải không? Con chỉ lo cho sức khỏe của anh Thành thôi, chứ đâu có trách gì ảnh đâu má. Ừ. Con làm vợ thì phải biết sự vất vả của chồng, động viên ảnh,
chứ đâu có nhỏ nhen ích kỷ như vậy. Con thông cảm vậy má cũng mừng lắm. Dạ. Má con ở trển sao rồi? Thấy ghét không? Hả? Cái gì thấy ghét? Ta làm gì mắc mớ gì mà thấy ghét? Con đang nói chuyện điện thoại. Má này, người ta đang nói tự nhiên mà nó dính vô à? Thôi má, chỉ nói chuyện điện thoại mà. Hôm qua con Dân có gọi cho con, nói là mấy bữa nay má con mệt lắm. Con đang định ngày mai con với anh Thành lên thăm má con coi sao. Nhưng mà không biết anh Thành sắp xếp công việc ra sao nữa. Hay là bây giờ con đi ra nhà máy coi công việc sao rồi. Thôi, con bầu bì vậy đi cái gì, con điện thoại được rồi. Dạ, con đi chút xíu à, coi như là giải trí cho khuây khỏa. Chứ bây giờ nằm ở nhà hoài con cũng thấy khó chịu, mệt mỏi trong người. Vậy thôi, để má kêu con Thảo chở con đi. Vậy nha. Mày nhai luôn cái điện thoại đi. Má này, lại đây má nói chuyện coi nè. Thôi em cúp máy nha. Trời, cái gì vậy má? Con đang nói chuyện điện thoại mà. Nói cái gì cả buổi trời vậy? Thì con đang chỉ cho anh Bình cách làm bánh bao Đài Loan. Bây giờ nè, chở con Bích ra nhà máy giùm chút. Con chuẩn bị đi công chuyện rồi. Bích, kêu Đa ôm chở đi. Dạ, để em kêu ông Bảy. Bảy ơi. Không Bảy. Được. Đa ôm bây giờ nhiều người chạy ẩu lắm. Sao mà mày biểu chở con cháu rích tôn của tao? Trời đất ơi, nói như má, chắc mấy người đi đa ôm bị xe đụng hết quá. Cháu đích tôn của tao sắp ra đời rồi, mình lo xa vẫn hơn. Mày chở con Bích tới nhà máy đi, rồi mày đi đâu thì đi. Má thương cháu quá, thì má tự chở đi, lúc nào cũng hành con hết. Tao chở được là tao tự chở rồi, không mượn tới mày. Má, chị Hai hay chị chở em ra nhà máy đi. Gần nhà máy có đường tắt tới chỗ anh Bình á, nhanh lắm. Thiệt không? Dạ thiệt, đường cũng dễ chạy lắm chị. Vậy đợi chị vô chị lấy cái giỏ rồi chị chở đi cho nha. Dạ. Trời ơi. Vừa lòng má chưa? Chứ không phải đi ngang qua thằng Bình hả? Kỳ thằng Phú là má chọn cho nó, còn bây giờ là thằng Bình bánh bao là nó tự chọn ngang. Để mai mốt rồi nó đổ thừa má nữa à. Má, anh Bình đó ảnh được lắm. Nghe nói ảnh biết tính toán làm ăn. Cái tiệm bánh bao của ảnh nhỏ nhưng mà đông khách lắm. Còn nghe nói ảnh là trùm bánh bao của vùng này đó. Vậy à? Dạ. Thôi để từ từ coi làm sao. Chị với anh Bình có dự định gì chưa? Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay anh chị cưới nè. Chứ tụi chị cũng lớn tuổi hết rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu. Cưới xong cho ảnh về ở rể, chứ chị đâu làm dâu được đâu. Với lại chị tính xin má cho ảnh mớ tiền để anh mở tiệm lớn lớn một chút. Chứ cái tiệm chút xíu lời có bao nhiêu đâu. Em cũng có gặp anh Bình đó rồi, em thấy ảnh cũng có chí làm ăn. Thì đó, được cái đó, với lại không có lăng nhăng giống như ông Phú kia. Mà nhắc mới nhớ nữa, bắt được ông Phú chưa ta? Em nghĩ có khi ổng trốn ở biên giới rồi. Mà chị yên tâm đi, thế nào công an cũng bắt được à. Tốt nhất là tử hình luôn đi, một cặp xuống dưới đó luôn, gian phu dâm phụ. Trời ơi, sao em không ở nhà nghỉ, ra đây làm gì? Thôi, má cứ bắt em nằm ở nhà hoài à, chán muốn chết à. Hôm nay em xin ra đây một chút. Anh đã ký được hợp đồng với bên đó chưa? Xong rồi. Thêm cái đơn hàng này nữa, chắc thời gian tới công nhân phải tăng ca liên tục rồi. Anh tính là xong đợt này á, anh sẽ tính lương tăng ca với lại thưởng cho mọi người luôn. Phải ráng thôi. Mà chắc tối nay anh phải ngủ lại nhà máy đó. Anh cứ biết lo cho nhân viên. Rồi còn anh thì sao? Một tuần anh ngủ ở nhà máy hết 6 ngày rồi. Bỏ em với con ngủ ở nhà một mình. Trời, anh xin lỗi. Tại vì nhà máy nhiều việc quá, rồi công nhân tăng ca suốt, anh phải ở lại giám sát.
đâu có để cho người ngoài giám sát được. Lỡ xảy ra sơ suất gì rồi sao? Bây giờ mình đang trong cái giai đoạn lấy lại danh tiếng sau cái vụ của anh Phú, ông nhớ sao? Em biết là anh cũng lo công việc, nhưng con nó nhớ anh à. Nè con, ba xin lỗi nha. Chờ khi nào mà con ra đời rồi á, ba sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con ha. Nè, con năn nỉ mẹ đi, đừng có giận ba nữa nha. Mẹ không có giận ba đâu, mẹ chỉ mong ba luôn thương hai mẹ con thôi. Nè, con biết không, mẹ của con bây giờ là số 1 đối với ba đó. À thôi, chiều mai anh thu xếp công việc xong rồi mình lên thăm má. Anh sẽ thuê khách sạn cho em ở lại nghỉ ngơi, rồi hôm sau mình về. Chứ đi về trong ngày thì em mệt lắm. Dạ. Ủa, sao nay về trễ vậy? Tôi ráng bán cho nó hết, tính ngày mai đi Sài Gòn thăm bà Út Thương phải không? Đợt này sao bà chị lâu quá, mấy lần trước đi một tuần là cùng. Sẵn tôi lên thăm con Qua với thằng Tốt luôn, để coi tình hình tụi nó hổm rày sao. Ừ. Còn tôi chắc đợi chừng nào con Qua gần sanh rồi sẵn tiện tôi lên trển luôn. Giờ còn buôn bán dưới này mà. Cơm nước gì chưa? Có ăn uống gì đâu, bà có gì cho tôi ăn ké đi. Tôi còn hai trái dưa ế kìa, chút cho bà ăn la xét luôn. Cái này là ông chừa lại chứ ế cái gì. Mấy trái ế nó thúi tôi quăng hết rồi, tôi đi mấy ngày để nó thúi rùm hết cái ghe. Tôi biết bà khoái ăn dưa, tôi để dành cho bà đó. Ôi trời ơi, kể ra ông cũng đâu có đến nỗi tệ. Chứ sao? Coi như tôi hùng vô đó, tôi ăn cơm ké bà mấy bữa nay đó. Tính ra như vậy á, không có ai nợ ai nha. Vậy ông tính cấn trừ đúng không? Chứ sao bây giờ, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Được rồi, miễn sao ông hiểu ý tôi thích ăn dưa là được rồi. Thôi để tôi đi xuống ghe tôi dọn cơm cho mà ăn. Ừ. Có chừng chìm ghe nữa đó nha. Cha này ghẹo tôi hoài. Bà chìm ghe có chừng chết cá hết. Anh về rồi hả? Ừ. Anh nói rồi, cứ ăn cơm trước đừng có chờ anh mà. Em ăn trễ rồi con anh nó đói thì sao? Con nó ngoan lắm. Anh biết không, nó biết ba nuôi nó cực khổ nên đợi ba nuôi nó về mới chịu ăn đó. Anh rửa tay đi. Với lại em cũng không có đói, em đợi anh về ăn chung cho vui. Em, mấy nay em thấy sao rồi? Có bị khó chịu trong người không? Dạ không, con cũng không có đạp gì nhiều. Ăn đêm. Anh đi làm cả ngày, nếu có đau bụng bất tử em phải la lên, để chồng sớm người ta tới người ta phụ nha. Em biết rồi. Mà anh đó cũng đừng có làm cực khổ quá, anh phải lo cho sức khỏe của anh nữa. Trời, anh có cực gì đâu chứ, hồi đó đi ghe anh cũng làm cả ngày có sao đâu. Thật ra em thấy ở Sài Gòn cũng dễ kiếm sống nếu như mình chăm chỉ làm ăn. Em định sanh con xong á, em ở đây em đi bán bún riêu dạo luôn. Có dì Tám ở đầu hẻm nhận giữ trẻ cho mấy nhà ở gần đây nè. Tới đó em gửi con rồi em đi bán. Em sanh xong là có thể tự lo cho mình rồi. Anh cứ yên tâm về với chú Tư nha. Nếu như em quyết định ở đây thì anh sẽ ở đây với em luôn. Anh Tốt, anh đối xử quá tốt với hai mẹ con em rồi. Ân tình này không biết bao giờ hai mẹ con em mới trả đủ. Anh đừng có vì em nữa, hãy nghĩ tới bản thân mình đi. Anh đang nghĩ cho bản thân mình mà. Thật ra anh cũng giống như em vậy. Ở đây một thời gian anh cũng quen rồi. Bây giờ kêu đi ghe lại anh cũng ngại lắm. Làm ở đây anh bắt đầu có mối mang rồi đó. Nè,
Em không cần phải lo cho anh đâu. Gần mấy tháng cuối rồi, em phải nghỉ ngơi cho nhiều vô. Hay là để ngày mai anh mua cơm người ta nấu sẵn về, em khỏi phải nấu nữa nghe. Thôi, em tự nấu được, đâu có cực gì đâu. Với lại mình nấu hợp khẩu vị, hợp vệ sinh nữa. Với lại bác sĩ nói em phải vận động, chứ không nằm không cũng không tốt đâu. Như vậy ngày mai anh tranh thủ về sớm phụ nấu cơm với em nghe. Anh ăn đi. Ăn nhiều vô. Má uống nước không, con lấy cho má. Má ơi, hôm nay anh hai với chị hai lên thăm má. Trời ơi, đang bầu bì mà đi làm chi đường xa xa xôi, sao con không cản nó? Chị hai muốn lên thăm má mà. Với lại chị hai chỉ bao xe hơi đi nên chắc chị cũng đỡ mệt. Má chỉ cầu mong sao ráng gượng được đến lúc nhìn được mặt cháu ngoại của má. Má, má đừng có nói như vậy mà. Má ra nghỉ ngơi ít bữa má khỏe lại à. Má còn phải thấy con của chị hai lớn, biết đi, biết chạy nữa. Nha má. Má biết bệnh của má mà. Con không cần an ủi má đâu. Sống chết có số. Mai mốt má có đi, con cũng đừng có buồn. Má chỉ cần hai chị em con vui vẻ hạnh phúc là má mãn nguyện rồi. Má. Nè, con không chịu lấy thằng Quý thì thôi. Má không ép con nữa. Nhưng mà con phải hứa với má, đừng cố chấp mà giữ tình cảm đơn phương với thằng Tốt. Con hứa với má nha. Nghe. Dạ. Anh Tốt, bây giờ chắc anh cũng cưới chị Qua rồi. Chưa chắc gì con gặp lại anh. Con đừng có hù mẹ nha, còn hơn tháng nữa lận mà. Ngoan, mẹ thương. Đó, con nghĩ em thịt chó lâu rồi sủa hoài mày. Vô. Qua ơi, chú Tư lên hả con? Chú Tư, chú Tư mới lên hả? Ừ, mới lên. Chú lên thăm hai đứa con với bà Út luôn. Dạ. Sao con hôm nay sao? Dạ con cũng bình thường à chú. Anh Tốt đi chở đồ cho người ta, chiều chiều mới về. Chú Tư đi đường mệt dữ không chú? Đi xe không quen cũng hơi quải, nhưng lên gặp tụi bay chú mệt cỡ nào thấy cũng vui. Dạ chú Tư uống nước. Ừ. Con sao vậy? Con đau bụng quá chú Tư. Trời đất ơi, từ sáng giờ nó cứ đau âm ỉ. Hay là con sắp sanh? Dạ không, con còn chưa tới ngày, còn hơn tháng nữa lận. Cái này phải đi kiểm tra cho chắc ăn nha. Bệnh viện gần đây không? Dạ gần. Đi, chú Tư đưa con đi. Đi. Từ từ thôi. Từ từ con. Chị hai, anh hai lên kìa má. Chị hai. Má. Anh hai. Má thấy trong người sao rồi hả má? Má cũng vậy à, có gì đâu.
Hai đứa lên đây chi cho nó cực vậy không biết nữa. Dạ, tụi con có bao xe đi mà má, không có mệt. Với lại con cũng có thuê khách sạn chú Bích ở lại, ngày mai tụi con mới về. Nè, anh thấy má yếu nhiều lắm đó, bác sĩ có nói gì không em? Nếu cần điều trị gì đặc biệt á thì cứ nói anh nha. Dạ. Con đừng có tốn tiền vô ích. Bích à. Dân. Dạ. Mà không có muốn chết nơi đất khách quê người. Xin bác sĩ cho mai về nhà đi. Đi con. Má, má đừng có bận tâm vấn đề tiền bạc. Biết đâu thời gian gần nhất má chịu thuốc, má sẽ khỏe lại. Má, má không có được nghĩ chuyện xui rủi vậy nữa. Nếu không là con giận má, cháu ngoại cũng giận má luôn á. Má phải ráng lên vì tụi con nha má. Nha má, má ráng lên nha má. Má sẽ ráng. Má phải khỏe để còn giữ cháu ngoại nữa mà. Em à, bên kia hình như có quán cơm kìa, mình qua đó ăn cái gì đi nha. Em không có đói, em khát nước quá. Vậy hả? Vậy để anh qua bển mua nước cho em uống rồi mình lên khách sạn luôn. Dạ. Em ơi, lấy cho anh chai nước đi. Lạnh hay không lạnh anh? Rồi lạnh đó. Cô ơi, có sao không cô? Bích, em sao vậy? Vậy xe lại. Dạ. Đau quá. Em đau lắm không?